Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 286, thua rồi. Thua rồi. Thiếu niên đi tới trước mặt Diệp Huyên, cậu ta đi tới trước mặt Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, để ta. Diệp Huyên hỏi, tên gì? Thiếu niên đáp, Đường Mộc. Diệp Huyên gật đầu, bây giờ, cậu chính là quốc chủ của Đường Quốc. Nói xong, hắn cầm kiếm chỉ vào đám hoàng thất của Đường Quốc, có ai muốn làm quốc chủ, bây giờ có thể bước ra. Không ai trong đám hoàng thất kia dám ra ngoài. Diệp Huyên gật nhẹ đầu, có nghĩa là không ai có ý kiến gì đúng không? Nói xong, hắn đi tới trước mặt thiếu niên, đến Khương Quốc với ta một chuyến. Yên tâm, chúng ta sẽ đảm bảo cho sự an toàn của cậu. Thiếu niên hơi cúi đầu, được. Diệp Huyên nhìn những binh sĩ của Đường Quốc kia, nhớ kỹ, là cậu ta bước ra cứu các ngươi đấy. Những binh sĩ kia im lặng. Diệp Huyên xoay người nhìn Lục Cuồng, Lục Huynh, phiền Huynh tiễn chúng ta một đoạn. Lục Cuồng ngẫm nghĩ một chút, sau đó gật đầu, được. Cứ thế, nhóm người Diệp Huyên dẫn theo quốc chủ đời tiếp theo của Đường Quốc ra khỏi thành. Diệp Huyên còn bảo đám binh sĩ Đường Quốc kia đi theo Đường Mộc. Trong lúc đó, không có một ai dám ngăn cản. Trở về Khương Quốc, Diệp Huyên quay đầu nhìn đám người Lăng Hàn, hắn muốn dẫn những huynh đệ này ra ngoài một cách an toàn. Bây giờ hắn đã tu luyện ra kiếm nhãn, dù không thể mở mắt, nhưng đã có thể nhìn thấy bất cứ mọi thứ, thậm chí còn rõ ràng hơn cả mắt thường nữa, dù sao bây giờ hắn cũng dùng trái tim quan sát vạn vật. Hai bên đường ở đế đô Đường Quốc đứng đầy người Đường Quốc, những người này đều đang nhìn Diệp Huyên, trong mắt là địch ý không hề che giấu. Mạc Vân Khởi bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên nói, sau này bọn họ rất có thể sẽ đến báo thù Khương Quốc ta. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, cho nên Khương Quốc ta nhất định phải đủ mạnh, đất nước mình đủ mạnh, người khác mới mãi mãi không dám bắt nạt. Bản thân chúng ta cũng thế, sau khi trở về, mọi người dốc hết sức đột phá thần hợp cảnh đi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua đám người Lăng Hàn, các ngươi cũng thế, mọi người nhất định phải đạt đến thần hợp cảnh. Thần hợp cảnh. Thông u cảnh miễn cưỡng có thể lăn lộn ở Thanh Châu, nhưng ở trung thổ Thần Châu thì hoàn toàn không đủ. Ví dụ như nếu để đám người Lăng Hàn đấu với đội lính đánh thuê thứ 9 thì chắc chắn đánh không lại. Mà kẻ thù của bọn họ bây giờ chính là Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm, hai thế lực này chính là thế lực lớn ở trung thổ Thần Châu. Nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Đúng lúc này, một đám kỵ binh đột nhiên xuất hiện trên mặt đất trống trải phía xa. Số lượng kỵ binh chỉ có khoảng 10.000, Diệp Huyên thấy không ít khuôn mặt quen thuộc, vì bên trong có một vài hắc đao vệ và cảm tử doanh. Mà người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên. Bùi Khiếu Hổ. Đại nguyên soái đứng đầu Đường Quốc. Sau khi biết đám người Diệp Huyên tiến vào đế đô Đường Quốc, Bùi Khiếu Hổ đã lập tức rút quân từ lưỡng giới thành, dẫn theo 100.000 đại quân chạy về, vì mau chóng về đến đế đô, y đã dẫn quân tiên phong đi trước, đáng tiếc vẫn muộn rồi. Hai bên rơi vào thế giằng co. Bùi Khiếu Hổ dục ngựa đi tới trước mặt đám người Diệp Huyên, y nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Ở phía sau Bùi Khiếu Hổ có hơn chục nghìn kỵ binh sẵn sàng đón địch, chuẩn bị ra tay. Một lát sau, Bùi Khiếu Hổ đột nhiên nói, được lắm Diệp Huyên, không ngờ Đường Quốc lại thua trong tay ngươi. Diệp Huyên cưỡi sói đen đi tới trước mặt Bùi Khiếu Hổ, hai lựa chọn, một, chiến đấu. Nếu chiến đấu, có lẽ chúng ta đều chết, nhưng Đường Quốc ông chắc chắn sẽ bị diệt. Hai, đàm phán. Bùi Khiếu Hổ cười khẩy, đàm phán. Ngươi là đang đàm phán ư? Rõ ràng là ngươi đang uy hiếp, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên chĩa trường kiếm trong tay về phía Bùi Khiếu Hổ, ta là đang uy hiếp đấy, khó chịu à? Vậy thì khai chiến đi, chiến đấu đến khi Đường Quốc của ngươi hoàn toàn diệt vong. Vẻ mặt Bùi Khiếu Hổ lập tức trở nên dữ tợn, ngươi muốn chiến đấu à? Vậy thì... báo cáo. Lúc này, một kỵ binh vội vàng chạy đến từ phía xa. Kỵ binh kia nhanh chóng đi tới bên cạnh Bùi Khiếu Hổ. Sau đó nhảy xuống ngựa quỳ một gối trước mặt y, báo cáo nguyên soái, cựu công chúa của Khương Quốc đột nhiên dẫn mấy chục nghìn kỵ binh đuổi theo phía sau ta, đại quân ta đang giằng co với bọn họ ở núi Mạc, mong nguyên soái ra lệnh. Cựu công chúa. Nghe vậy, sắc mặt Bùi Khiếu Hổ lập tức cực kỳ khó coi. Cuối cùng cô gái này vẫn không bỏ qua cơ hội, quyết đoán xuất binh. Bùi Khiếu Hổ im lặng. Lúc này, Đường Mộc ở một bên đột nhiên nói, lão Bùi. Đường Quốc ta đã không còn sự lựa chọn khác nữa rồi. Bùi Nguyên Soái nhìn về phía Đường Mộc, cứ đầu hàng như thế sao? Đường Mộc lắc đầu, không phải có thể đàm phán à?
Cái gì cũng có thể bàn bạc. Bùi Nguyên Soái nở nụ cười chua xót, Lục Hoàng tử, đàm phán. Nếu cậu đến Khương quốc thì còn gì mà bàn nữa? Hoàn toàn không thể bàn bạc, Khương quốc nói cái gì, Đường quốc ta đều chỉ có thể nghe theo. Đường Mộc nhẹ giọng nói, lão Bùi có từng nghĩ đến vô số dân chúng của Đường quốc không? Nếu chiến đấu, đại quân Khương quốc vào biên giới, ông có biết sẽ có bao nhiêu người bỏ mạng không? Nói đến đây, cậu ta đi tới trước mặt Bùi Nguyên Soái, Đường quốc ta thua rồi. Thua rồi thì phải trả giá. Thua rồi. Trong nháy mắt trên mặt vị nguyên soái thẳng thắn cương trực Bùi Khiếu Hổ này có hai dòng chất lỏng trong suốt chảy xuống. Giọt nước mắt này không chảy xuống vì một người, mà là vì cả Đường quốc. Chương 287, Diệp Huynh, hẹn gặp lại. Chiến tranh trước giờ vẫn luôn tàn khốc như thế. Đường quốc phát động trận chiến lần này, nếu thắng đương nhiên có thể nhận được vô số lợi ích, nhưng Đường quốc thua rồi. Thua thì phải trả giá. Đường quốc thua rồi. Lúc này, vị thống soái ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh nhận thức rất rõ điều này. Y có thể lựa chọn tiếp tục chiến đấu, nhưng vô số binh sĩ và dân chúng của Đường quốc sẽ chết. Bây giờ vẫn còn cái để đàm phán, vì quân chủ lực của Đường quốc vẫn còn, nhưng nếu tiếp tục liều mạng thì sau đó, bọn họ sẽ chẳng còn chút tư cách nào để đàm phán nữa, đặc biệt là sau khi đại quân Khương quốc tiến vào Đường quốc. Tất cả dân chúng Đường quốc đều sẽ gặp nạn. Xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Một lúc sau, Bùi Khiếu Hổ hành lễ với Đường Mộc, xin cho lão thần đến Khương quốc với quốc chủ. Đường Mộc nhỏ giọng thở dài, vậy làm phiền rồi. Cứ thế, đám người Diệp Huyên và hơn chục nghìn thiết kỵ của Đường quốc khởi hành đến Khương quốc. Những kỵ binh Đường quốc kia đều nhìn Diệp Huyên, có tức giận, có không cam lòng, cũng có sát khí. Diệp Huyên. Cả Đường quốc không phải thua trong tay Khương quốc, mà là thua trong tay thiếu niên trước mắt. Bùi Khiếu Hổ nhìn Diệp Huyên một cái, ánh mắt hơi phức tạp. Vì sao Khương quốc lại có một thiên tài như thế chứ? Còn là một thiên tài đặc biệt trung thành với Khương quốc nữa. Nếu Đường quốc cũng có một thiên tài như vậy. Bùi Khiếu Hổ nở nụ cười chua xót, thật ra thiên tài của Đường quốc đều bị Học viện Thương Mộc nhận vào, mà những thiên tài tiến vào Học viện Thương Mộc kia hoàn toàn không có lòng yêu nước. Trong lòng bọn họ chỉ có Học viện Thương Mộc và tương lai của bản thân mình thôi. Quốc gia. Trong lòng rất nhiều người hoàn toàn không có khái niệm này. Đương nhiên y biết Đường quốc không hoàn toàn thua trong tay Diệp Huyên, sở dĩ Đường quốc thua như vậy là vì bị Học viện Thương Mộc và thế giới ngầm chơi cho một vố. Vì lúc trước Học viện Thương Mộc khẳng định là Diệp Huyên có bọn họ lo, sau đó bảo Đường quốc giúp đỡ, nhưng kết quả là chẳng những không tiêu diệt được Diệp Huyên còn trêu vào mấy thiên tài yêu nghiệt của Trung Thổ Thần Châu. Đúng là tự tạo nghiệp. Bùi Khiếu Hổ thôi suy nghĩ, chậm rãi nhắm mắt lại, phát hiện nghĩ đến những việc này đã không còn ý nghĩa nữa rồi. Nửa canh giờ sau, mấy người Diệp Huyên đi tới Lưỡng Giới Thành, bên ngoài Lưỡng Giới Thành, Khương Cửu vẫn mặc bộ giáp bạc, sau lưng nàng ấy là mấy nghìn binh sĩ Khương quốc. Đến lúc nhìn thấy Diệp Huyên, binh sĩ của cả Lưỡng Giới Thành đều xôn xao. Diệp quốc sĩ! Diệp quốc sĩ! Trên tường thành! Trong tường thành có vô số người đồng thanh kêu lên. Chuyện của mấy người Diệp Huyên ở Đường quốc đã được lan truyền khắp cả Khương quốc rồi. Phấn khởi. Cả Khương quốc đều thấy phấn khởi, trong lúc nhất thời, ai ai cũng biết đến tên tuổi của Diệp Huyên, thậm chí còn hơn cả An Lan Tú. Bây giờ cả Khương quốc không ai không biết đến Diệp quốc sĩ Diệp Huyên cả. Khi thấy Diệp Huyên, Khương Cửu hơi cong môi, nàng ấy đi thẳng đến trước mặt đám người Diệp Huyên, Diệp Huyên nhảy xuống ngựa. Đang định lên tiếng, Khương Cửu đột nhiên ôm lấy hắn, ôm rất chặt. Người Diệp Huyên hơi cứng đờ. Mọi người xung quanh cũng ngơ ngác, một giây sau, đám người Lăng Hàn bắt đầu trở nên ồn ào. Một lát sau, Khương Cửu buông Diệp Huyên ra, nàng ấy không hề ngại ngùng chút nào, còn vỗ nhẹ lên vai Diệp Huyên, hoan nghênh về nhà. Hoan nghênh về nhà. Tâm trạng Diệp Huyên khá phức tạp, vì lần này, hắn đã suýt không về được. Khương Cửu đi tới trước mặt Bùi Khiếu Hổ cách đó không xa, sắc mặt y không có chút cảm xúc, thân là tù nhân, y có thể nói gì đây? Khương Cửu nói, người đâu, mời Bùi Nguyên Soái và quốc chủ của Đường quốc vào thành, nhớ kỹ, chiêu đãi đàng hoàng, đừng để chậm trễ. Mấy nghìn binh sĩ phía sau Khương Cửu đứng qua hai bên. Đường Mộc và Bùi Khiếu Hổ được mời vào Lưỡng Giới Thành, nhưng những binh sĩ kia lại bị chặn ở ngoài thành. Vào lúc mấy người Diệp Huyên muốn vào thành, Lục Cuồng cách đó không xa đột nhiên nói, chúng ta cũng không vào.
Mấy người Diệp Huyên xoay người nhìn về phía Lục Cuồng, Lục Cuồng nhìn Diệp Huyên, trước khi đến chúng ta còn có nhiệm vụ, bây giờ nên về rồi. Diệp Huyên gật nhẹ đầu, hắn lấy một tấm thẻ vàng ra, lúc này, Lục Cuồng đột nhiên lắc đầu, không cần, lúc ở Hoàng Cung Đường Quốc, chúng ta đã lấy được mấy trăm triệu kim tệ, lời lắm rồi. Nói xong, gã xoay người nhìn Lục Bán Trang, trở về với ca ca đi. Lục Bán Trang lắc đầu, không. Lục Cuồng khẽ thở dài, muội không thể nhường cha một chút sao? Cũng không phải muội không hiểu tính tình của ông ấy. Lục Bán Trang nhẹ giọng nói, không về. Lục Cuồng lại thở dài một lần nữa, gã hiểu tính muội muội của mình, nói không về thì nhất định sẽ không về. Một lát sau, gã nói, chăm sóc tốt cho bản thân mình. Nói xong, gã huýt sáo một tiếng, chẳng mấy chốc, hai mươi mấy con diều hâu xuất hiện ở chân trời xa xa, nhanh chóng dừng lại trước lưỡng giới thành. Lúc này, vô số người đều nhìn sang hai mươi mấy con chim diều hâu này. Yêu thú thông cảnh thật sự rất hiếm thấy. Đám người Lục Cuồng bay lên lưng diều hâu, gã nhìn Lục Bán Trang lần nữa, nét mặt Lục Bán Trang không chút cảm xúc cũng không nói gì. Lục Cuồng hơi bất đắc dĩ, cuối cùng, gã nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huynh, hẹn gặp lại ở Trung Thổ Thần Châu. Diệp Huynh, rõ ràng gã đã bằng lòng kết bạn với Diệp Huyên rồi. Thật ra, dưới tình huống bình thường, không ai không chuẩn kết bạn với một kiếm tu cả. Chương 288, cùng nhau xông pha tạo ra một mảnh trời riêng. Ở Trung Thổ Thần Châu, kết bạn với người khác, thực lực và nhân phẩm đều rất quan trọng, cả hai đều không thể thiếu. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau này gặp. Lục Cuồng hơi gật đầu, sau đó cùng huynh đệ sau lưng gã cưỡi diều hâu bay thẳng về phía chân trời, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn biến mất trong mấy người Diệp Huyên. Đội lính đánh thuê thứ 9. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên chân trời, 20 người này, mỗi người đều là thần hợp cảnh, hơn nữa đều đột phá bằng năng lực thật sự của bản thân. Lúc này, Lục Bán Trang đột nhiên đi tới bên cạnh hắn, bọn họ vẫn chưa phải là kẻ đứng đầu Trung Thổ Thần Châu. Diệp Huyên nhìn Lục Bán Trang, nàng ta nhẹ giọng nói, người đứng đầu, dù là thế lực như Học viện Thương Mộc cũng không dám trêu vào. Diệp Huyên cười khẽ, sau này chúng ta cũng sẽ lợi hại như thế. Lục Bán Trang không nói gì. Diệp Huyên cười nói, không tin ta sao. Lục Bán Trang đáp, cùng nhau cố gắng. Cùng nhau cố gắng. Diệp Huyên gật đầu, mọi người cùng nhau cố gắng, cùng nỗ lực, xông pha tạo ra một mảnh trời riêng. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía đám người Lăng Hàn, có tự tin không? Lăng Hàn nhếch miệng cười, Diệp ca, Trung Thổ Thần Châu rất khó sống. Nhưng có Diệp ca và Đại Tỷ, chúng ta đều rất tự tin. Nghe vậy, mọi người bắt đầu cười to. Lúc này, Bạch Trạch đột nhiên nói, Diệp thổ phỉ, ta phải về rồi. Diệp Huyên nhìn về phía Bạch Trạch cười khổ, lần này ta ép nghĩa phụ ta, ông ấy mới bằng lòng để ta dẫn yêu thú đến, bây giờ ta nhất định phải dẫn mấy huynh đệ yêu thú này về, ta đã đồng ý với ông ấy rồi. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, có muốn ta về cùng ngươi không? Bạch Trạch chần chừ một lát, sau đó nói, nghĩa phụ ta đúng là muốn gặp ngươi một lần. Diệp Huyên cười nói, vậy ngươi phải ở lại thêm nửa ngày mai đi cùng nhau, ta và ngươi cùng trở về một chuyến. Tiện thể ta cũng muốn bàn bạc chút chuyện mua bán với nghĩa phụ của ngươi, chắc ông ấy sẽ có hứng thú. Bạch Trạch cười khổ, nghĩa phụ của ta không dễ nói chuyện lắm đâu. Diệp Huyên nói, không sao, quá lắm thì đánh một trận trước thôi. Bạch Trạch nhìn thoáng qua Diệp Huyên, ông ấy là vạn pháp cảnh đỉnh cao đó. Diệp Huyên nói, coi như ta chưa nói gì. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Bạch Trạch. Sau khi mấy người Diệp Huyên đi vào lưỡng giới thành, trong thành trống rỗng, chỉ có binh sĩ, không có dân chúng. Khương Cửu ở một bên nói, trong thời gian Đường Quốc tấn công, ta đã giải tán tất cả mọi người trong thành rồi, bây giờ trong lưỡng giới thành chỉ còn lại tướng sĩ thôi. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, nhưng bây giờ bọn họ đều có thể quay lại rồi. Diệp Huyên gật đầu, thế là tốt nhất. Còn nữa, nên bàn bạc với Đường Quốc như thế nào tự các cô quyết định. Khương Cửu nhẹ giọng nói, yên tâm, sẽ không lỗ đâu. Diệt quốc. Thật ra bây giờ Khương Quốc không có thực lực tiêu diệt Đường Quốc, nếu cố tiêu diệt sẽ chỉ khiến Khương Quốc rơi vào đầm lầy chiến tranh, khi đó, Khương Quốc cũng sẽ tổn thất nặng nề, đặc biệt là bây giờ Khương Quốc còn có hai kẻ thù mạnh là Sở Quốc và Vinh Quốc, bây giờ hai nước này vẫn chưa có lui binh. Nhưng bây giờ, Khương Quốc đã có thể rảnh tay xử lý hai nước này rồi.
Trong doanh trại rộng lớn, Diệp Huyên và mấy người Diệp Huyên đang ngồi quanh bàn. Chia của cải. Trước đó ở Đường Quốc, bọn họ lấy được của cải của Học viện Thương Mộc Đường Quốc, một vài cao thủ của Học viện Thương Mộc Đại Vân, còn có báu vật và tiền bạc của một vài võ giả ở khắp các nơi trên Thanh Châu cùng với những thứ vụn vặt khác, đương nhiên quan trọng nhất là cướp sạch toàn bộ quốc khố của Đường Quốc. Đây là quốc khố đó. Mọi người lấy hết những thứ chưa được chia ra, trong nháy mắt, cả doanh trại chất đầy kim tệ, linh khí cực phẩm, linh thạch cực phẩm, linh thạch ngọc phẩm, võ kỹ bậc địa, công phu bậc địa, ngọc khí kim ngân. Cái gì cũng có. Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch ngây người. Mấy người Lăng Hàn cũng tỏ vẻ hưng phấn, khó kìm nén cảm xúc hào hứng và kích động. Lần này, bọn họ thật sự giàu to rồi. Đặc biệt là Diệp Huyên, hắn còn có một đống cường nỏ là linh khí cực phẩm, khoảng chừng 30 mấy cây, đã có thể lập nên một đội cường nỏ rồi. Có thể nói Khương Quốc và Đường Quốc đều không có năng lực phân phối trang bị thế này cho một đội quân, hoặc dù có thể phân phối cũng sẽ rất tốn kém. Sau khi kiểm kê xong, Lục Bán Trang bắt đầu phân chia. Số lượng của tất cả mọi người đều giống nhau, Bạch Trạch và Mạc Vân Khởi thì chủ động rút khỏi, vì trước đó bọn họ không tham gia vào, nhưng bọn họ vẫn phải có được một phần, vì nếu không nhờ bọn họ dẫn đại quân yêu thú đến thì mọi người đã không thể ra khỏi Đường Quốc rồi. Chia của cải tốn khoảng nửa canh giờ. Cuối cùng, Diệp Huyên có gần 500 triệu kim tệ, 150.000 linh thạch cực phẩm, 7 quyển võ kỹ bậc địa hạ phẩm, 5 quyển công pháp hạ phẩm, 21 linh khí cực phẩm, 30 cường nỏ cực phẩm, mấy thứ vụn vặt khác gộp lại ít nhất cũng chỉ giá mấy chục triệu kim tệ. Bây giờ có thể nói là hắn còn giàu hơn một vài thế gia số một nữa. Mấy người Lục Bán Trang cũng được chia không ít, mỗi người có khoảng mấy trăm triệu. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đứng lên, mọi người nhìn về phía hắn, hắn trầm giọng nói, lão Mặc, mang theo 50 triệu kim tệ đến đưa cho cửu lâu chủ Đường Quốc, nói cảm ơn bọn họ lúc trước đã giúp đỡ, nếu ông ấy không nhận cứ nói là cho những người ra tay giúp đỡ bạn bè ở Túy Tiên lâu kia. Còn nữa, thông báo với ngũ lâu chủ, nói ta có việc muốn bàn với ông ấy. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, thần hợp cảnh, có tiền rồi, chúng ta nhất định phải đạt đến thần hợp cảnh. Trang bị cũng phải phân phối thứ tốt nhất, ít nhất mỗi người phải có một trang bị bậc minh. Thần hợp cảnh. Trang bị bậc minh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 289, Đồng Sinh Cộng Tử. Mọi người xung quanh đều nhìn về phía Diệp Huyên. Thần hợp cảnh. Bây giờ bọn họ đều là thông u cảnh, thật sự đã là rất mạnh rồi, có thể nói ở địa giới Thanh Châu, bọn họ chính là nhóm người đứng đầu. Nhưng như thế có đủ sao? Chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Vì đối thủ của bọn họ là Học viện Thương Mộc, là thế giới ngầm. Lúc này dù khiến Học viện Thương Mộc tổn thất nặng nề, nhưng thế giới ngầm cũng không có tổn thất gì. Hơn nữa Học viện Thương Mộc ở Trung Thổ Thần Châu cũng chỉ phái 20 đạo binh đến. Đối với bọn họ, chết mất 20 người cũng không tính là tổn thất lớn lao gì. Học viện Thương Mộc Thanh Châu vẫn còn đó. Còn có Đế Quốc Đại Vân nữa. Trước đó đế quốc này có phái một đội cường nỏ đến nhằm vào bọn họ. Cảm thấy vẫn cực kỳ nguy hiểm. Học viện Thương Mộc và thế giới ngầm không sụp đổ, chuyện này sẽ còn lâu mới có thể kết thúc. Sau khi nghe thấy lời Diệp Huyên nói, Mạc Vân Khởi lập tức gật đầu, sau đó xoay người đi. Mọi người xung quanh im lặng nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên ngồi xuống, nói tiếp, nếu ta đã thành lập đội lính đánh thuê phỉ quân thì ta sẽ quản lý nó thật tốt. Mà bây giờ... ta sẽ đưa ra một quy tắc, chỉ cần là người của đội lính đánh thuê phỉ quân ta, vinh nhục cùng hưởng. Đồng sinh cộng tử. Vinh nhục cùng hưởng. Đồng sinh cộng tử. Lục Bán Trang nhìn thoáng qua Diệp Huyên, gật nhẹ đầu, được. Mọi người đều gật đầu. Thật ra ở Đường Quốc đã trải qua nhiều cuộc chiến sinh tử như thế, mọi người đã sớm đồng sinh cộng tử rồi. Diệp Huyên đứng lên, mọi người nghỉ ngơi cho khỏe, chữa khỏi tất cả vết thương trên người. Chuyện còn lại cứ để ta chuẩn bị. Lúc này, Lục Bán Trang đột nhiên nói, nếu mua đồ thì nhớ thông báo với chúng ta, mọi người tự ai nấy trả, chuyện gì cũng phải phân chia rõ ràng, nếu không sẽ lộn xộn. Lăng Hàn cũng vội gật đầu, đại tỷ nói đúng, huynh đệ có tốt đến mức nào thì cũng phải phân chia rõ ràng, nếu không lâu rồi, có vài người sẽ xem mọi thứ đều là lẽ đương nhiên. Diệp ca phải hiểu rõ điều này. Mấy người già ly cũng tán thành. Bọn họ cũng đều hiểu tính cách của Diệp Huyên, chắc chắn không phải một người keo kiệt,
nhưng có những lúc thật sự cần phải rõ ràng. Huynh đệ ruột còn phải thế mà. Diệp Huyên cười, yên tâm, ta sẽ không trả tiền cho mọi người đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Dứt lời, hắn bỏ đi. Mọi người trong doanh trại đưa mắt nhìn nhau. Diệp Huyên gặp Khương Cửu ở bên ngoài doanh trại. Khương Cửu vẫn mặc áo giáp bạc, khí thế hiên ngang. Nàng ấy nói khẽ, đi chung đi. Diệp Huyên gật đầu. Trên đường phố yên tĩnh, hai người chậm rãi đi về phía trước. Ban đầu hai người đều không nói gì, chỉ đi như vậy, không biết đã đi bao lâu, Khương Cửu đột nhiên nói, lần sau đừng mạo hiểm như thế nữa. Mạo hiểm. Khi mới biết tin Diệp Huyên thâm nhập vào nội bộ đường quốc, nàng ấy thật sự ngơ ngác. Cảm giác đầu tiên là tức giận, vì Diệp Huyên làm như thế thật sự quá nguy hiểm. Cảm giác thứ hai là lo lắng. Vì thế, nàng ấy phái ra vô số người thăm dò đến đường quốc nghe ngóng tin tức, cũng may có tin tức của Túy Tiên Lâu giúp đỡ, nàng ấy mới có thể ra binh giúp đỡ vào thời điểm quan trọng. Diệp Huyên nói khẽ, lúc đó không nghĩ nhiều như vậy. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Khương Cửu, bây giờ bên Sở Quốc và Vinh Quốc có động tĩnh gì không? Khương Cửu lắc đầu, không có. Diệp Huyên nhíu mày, có ý gì? Khương Cửu nở nụ cười lạnh lùng, bây giờ đường quốc đã rơi vào tình cảnh thế này, sao bọn họ còn dám ra tay nữa? Diệp Huyên hơi gật đầu, có tính toán gì không? Khương Cửu nhìn hắn, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyên nói nhỏ, đương nhiên không thể tính toán theo lẽ thường rồi. Khương Cửu cười nói, đương nhiên, trận chiến này không phải bọn họ muốn khơi lên là khơi lên, muốn rút lui là rút lui. Nói đến đây, nàng ấy im lặng một lát, lần này ngươi lập công vì Khương Quốc như thế, có nghĩ đến việc muốn quà thưởng gì chưa? Diệp Huyên sửng sốt, sau đó lắc đầu, không cần. Khương Cửu chừng hắn, biết ngay ngươi sẽ như thế mà, ta sẽ đòi thưởng giúp ngươi. Sau khi trở về học viện Thương Lan ngươi sẽ biết thôi. Diệp Huyên đang muốn nói chuyện, lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện cách đó không xa. Người đến chính là Cửu Lâu Chủ. Không đúng, bây giờ đã là Ngũ Lâu Chủ rồi. Nhìn thấy Ngũ Lâu Chủ, Khương Cửu hơi gật đầu, hai người nói chuyện đi. Nói xong, nàng ấy xoay người rời đi. Ngũ Lâu Chủ đi đến trước mặt Diệp Huyên, ông ta quan sát Diệp Huyên, sau đó cười nói thông u cảnh. Chúc mừng tiểu hữu. Diệp Huyên chắp tay, tiền bối, ta có chút chuyện muốn nhờ quý lâu. Ngũ Lâu Chủ nghiêm túc nói, mời tiểu hữu nói. Diệp Huyên nghiêm túc bảo, chúng ta muốn đột phá thần hợp cảnh. Thần hợp cảnh. Ngũ Lâu Chủ im lặng. Diệp Huyên hỏi, thế nào? Sau khi im lặng một lát, Ngũ Lâu Chủ nói, đan thần hợp. Một loại đan dược cực kỳ quý giá, trong đan dược chứa linh khí ngũ hành cực kỳ hiếm có. Nếu cao thủ thông u cảnh sử dụng nó, có khả năng mượn linh khí ngũ hành trong đan dược để đột phá, đạt đến thần hợp cảnh. Nhưng mà... Nói đến đây, ông ta cười khổ, nhưng rất đắt, cực kỳ đắt, một viên đan dược ít nhất gần 100 triệu kim tệ. 100 triệu kim tệ. Diệp Huyên cũng hơi ngạc nhiên, 100 triệu kim tệ thật sự là một khoảng không nhỏ. Dù là thế ra hàng đầu Khương Quốc cũng khó mà lấy ra 100 triệu trong khoảng thời gian ngắn. Ngũ Lâu Chủ lại nói, hơn nữa hơn một nửa đan thần hợp này có tiền cũng không thể mua được, rất khó có được, nếu giỏi lên giá, còn có thể bán được tới 130 triệu. Chương 290, ta là người tôn trọng người già. Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, nếu tiểu hữu gần, ta có thể điều một hai viên từ tổng bộ đến. Diệp Huyên cười khổ, tiền bối, ta cần khoảng 13 viên. 13 viên. Ngũ Lâu Chủ sững sốt. Sau đó, ông ta cười khổ, Diệp tiểu hữu, cậu cần quá nhiều rồi. Diệp Huyên hành lễ, làm phiền tiền bối, làm phiền quý lâu rồi. Ngũ Lâu Chủ im lặng rất lâu, sau đó ông ta gật đầu, ta sẽ liên lạc với tổng bộ, bảo tổng bộ thu mua đan thần hợp giúp, còn có thể mua đủ không, lão phu cũng không dám đảm bảo, nhưng Túy Tiên Lâu ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Diệp Huyên chắp tay, vậy xin cảm ơn. Ngũ Lâu Chủ cười nói, đều là người nhà, khách sáo thế làm gì? Diệp Huyên lại nói, tiền bối, còn một chuyện nữa, ta cần 30 linh khí bậc minh, cả linh khí bậc minh kiểu phòng ngự luôn. Linh khí bậc minh. Ngũ Lâu Chủ ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, cái này chỉ cần có tiền là được, nhưng vẫn phải nhập hàng từ tổng bộ, cho nên cần tốn chút thời gian, có lẽ là khoảng 10 ngày. 10 ngày. Diệp Huyên gật đầu, được. Còn một chuyện, tiền bối,
Có lẽ Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế, nếu bọn họ có động tĩnh gì, mong tiền bối và Quý Lâu nghe ngóng giúp. Nói về chuyện tình báo, chắc chắn Học viện Thương Lan không bằng được Túy Tiên Lâu, đừng nói là Học viện Thương Lan, dù là Khương Quốc cũng không bằng. Ngũ Lâu chủ cười, đương nhiên không thành vấn đề, tất cả người thăm dò của Túy Tiên Lâu ta đều chú ý đến Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm mọi lúc, nếu bọn họ có động tĩnh gì, Túy Tiên Lâu ta sẽ biết được ngay. Diệp Huyên gật đầu, cảm ơn. Ngũ Lâu chủ lắc đầu cười, tiểu hữu khách sáo quá, ta sẽ lập tức đi liên lạc với tổng bộ, hy vọng xử lý xong chuyện đan dược và linh khí với tốc độ nhanh nhất. Tạm biệt. Nói xong, ông ta đã xoay người biến mất. Sau khi Ngũ Lâu chủ đi, Diệp Huyên xoay người về lại doanh trại của mình, đi vào tháp giới ngục. Hắn ngồi xếp bằng trong tháp, kiếm liên tú đột nhiên bay ra từ trong người hắn, sau đó vững vàng dừng lại trước mặt hắn. Chân kiếm. Lúc này kiếm liên tú đã là chân kiếm, thật ra cái gọi là chân chính là bản chất gì? Bản chất của kiếm. Không chỉ là kiếm, mọi thứ đều có bản chất của mình, chân kiếm có nghĩa là kiếm đã có thể cảm nhận được bản chất của mình rồi. Thật ra con người có thể không ngừng tiến hóa, không ngừng phát triển, và kiếm cũng thế. Đây là một thanh kiếm có sinh mệnh. Sau khi đạt đến một trình độ nhất định, nó sẽ sinh ra linh trí của mình, lúc đó, thanh kiếm này sẽ đạt đến một cấp độ mới. Sau khi kiếm liên tú đạt đến chân kiếm, sức chiến đấu của hắn cũng tăng lên nhiều, đương nhiên sức chiến đấu của hắn không hoàn toàn đến từ chuôi kiếm này, dù không có nó, hắn vẫn có thể chém chết thần hợp cảnh, chỉ là sau khi có nói rồi, hắn có thể làm được điều đó dễ dàng hơn. Đây là tính quan trọng của trang bị. Mà việc hắn phải lại bây giờ là củng cố cảnh giới của mình, vì lúc trước đột phá thông u cảnh hơi vội, cảnh giới hơi không ổn định. Bây giờ hắn phải ổn định lại nói, chỉ có thể, hắn mới tiếp tục đột phá thần hợp cảnh được. Bằng không, dù đạt đến thần hợp cảnh cũng sẽ để lại di chứng về sau. Cứ thế đến hai ngày sau, sau khi cảm thấy mình đã quen với thông u cảnh, Diệp Huyên mới rời khỏi tháp giới ngục. Đến Mang Sơn. Sau khi tạm biệt mấy người Lục Bán Trang, hắn bèn dẫn một đàn yêu thú đến thẳng Mang Sơn cùng Bạch Trạch. Yêu thú. Thanh Châu không có nhiều yêu thú lắm. Nhưng vẫn có, mà bình thường yêu thú hay sống trong núi lớn, không thân thiết với con người lắm, nhưng loài người và yêu thú vẫn luôn sống yên ổn với nhau, vì hai bên đều không dám khai chiến, hơn nữa bên trên có người hộ giới thiên địa, vì thế có thể nói yêu thú và loài người đang sống chung trong hòa bình. Mà lần này, Bạch Trạch dẫn yêu thú đến Đường Quốc, có thể nói là khiến vô số nước xung quanh phải khiếp sợ. Vì đây là lần đầu tiên yêu thú tham gia vào trận chiến của con người. Đồng thời các nước xung quanh cũng cảnh giác hơn với Khương Quốc, vì nếu Khương Quốc hợp tác với yêu thú Mang Sơn, thực lực đó, bọn họ hoàn toàn không đấu lại. Khoảng 3 canh giờ sau, Diệp Huyên và Bạch Trạch dẫn đàn yêu thú đến Mang Sơn. Vừa đi vào trong, sắc trời lập tức tối lại, vì đám cây thật sự quá cao, người bình thường đứng dưới cây nhìn lên hoàn toàn không thể thấy ngọn cây, có thể miêu tả bằng 4 chữ che kín bầu trời. Bạch Trạch bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên cười nói, Diệp thổ phỉ nghĩa phụ ta không dễ nói chuyện đâu. Diệp Huyên nhìn Bạch Trạch, nghĩa phụ của ngươi thật sự là vạn pháp cảnh à? Bạch Trạch gần đầu, sao giả được? Diệp Huyên nghĩ đến thực lực của mình bây giờ, sau đó nghiêm túc nói, chúng ta là người nói đạo lý, ngươi yên tâm, ta là một người tôn trọng người già, ông ấy là trưởng bối, ta sẽ không ra tay với ông ấy, sẽ nói chuyện đàng hoàng. Bạch Trạch nhìn Diệp Huyên, lầu bầu, nói như ngươi từng đánh vậy. Chương 291, chào nghĩa phụ. Dưới sự dẫn đường của Bạch Trạch, chẳng mấy chốc, bọn họ đã đi đến chỗ sâu trong Mang Sơn, còn những yêu thú kia thì đã lùi xuống. Đối với bọn chúng, vào Mang Sơn đã xem như về nhà mình rồi. Bạch Trạch dẫn Diệp Huyên đến trước một hang núi, cửa hang rất lớn, gấp 5-6 lần cổng lớn của đế đô Khương Quốc. Lúc đến đây, xung quanh đột nhiên xuất hiện một vài yêu thú kiểu gì cũng có. Có con Diệp Huyên còn chưa từng gặp, những yêu thú này đều đi đến trước mặt Bạch Trạch, rất thân thiết với Bạch Trạch, còn Bạch Trạch cũng cực kỳ vui vẻ. Lúc này, những yêu thú kia đột nhiên lùi sang một bên, một người đàn ông trung niên đi ra từ trong hang núi. Người đàn ông trung niên rất cao to, to con hơn Diệp Huyên một vòng, trông cực kỳ vạm vỡ mạnh mẽ. Yêu vương của Mang Sơn. Yêu vương Mang Sơn nhìn Bạch Trạch nhếch miệng cười, nghĩa phụ, đây là đại ca của con. Đại ca. Yêu vương Mang Sơn híp hai mắt lại, ông ta quay đầu nhìn Diệp Huyên,
Lúc này, Diệp Huyên đi tới, cúi chào, chào Nghĩa Phủ. Nghĩa Phủ. Bạch Trạch sửng sốt. Yêu Vương Mang Sơn cũng ngơ ngác, Nghĩa Phủ. Cái quái gì vậy? Diệp Huyên nghiêm túc nói, con và Bạch Trạch là huynh đệ, Nghĩa Phủ của y đương nhiên cũng là Nghĩa Phủ của con. À đúng rồi, lần này đến đây, con có mang đến cho Nghĩa Phủ một món quà nhỏ, mong Nghĩa Phủ nhận cho. Nói xong, hắn xòe tay phải ra, một cái khay xuất hiện trên tay hắn, trên khay có 10 quả to bằng nắm tay, những quả này trong trắng lộ hồng, tản ra mùi thơm ngát. Quả đào linh. Thấy mấy quả này, một vài yêu thú đang có mặt trợn tròn mắt. Quả đào linh cũng giống như đan phá không vậy, có thể giúp yêu thú tăng cấp. Nhưng quả đào linh quý giá hơn đan phá không rất nhiều lần, vì yêu thú muốn thăng cấp khó khăn hơn loài người rất nhiều, có thể nói yêu thú chậm hơn loài người nhiều. Bọn chúng cũng không thể luyện chế đan dược, luyện chế vũ khí cũng không hề có. So với loài người, bọn chúng không đủ sáng tạo, nhưng lại có ưu thế bẩm sinh về thân thể, ví dụ như tuổi thọ thể trạng, so sánh giữa yêu thú và loài người cùng cấp, loài người bình thường sẽ không thắng nổi yêu thú. Bình thường yêu thú thăng cấp đều dựa vào tích lũy theo thời gian, ngoài tích lũy theo thời gian còn có thể sử dụng tài nguyên báu vật tự nhiên để thăng cấp, nhưng những thứ này rất quý giá. Giống như quả đào linh vậy. Một quả có giá khoảng 2 triệu kim tệ. Diệp Huyên tặng một lần 10 quả, thật sự xem như rất hào phóng rồi. Lần này sở dĩ đến Mang Sơn muộn một ngày là vì tìm quả đào linh, cũng may có Túy Tiên Lâu, nếu không dù hắn có tiền cũng khó mà tìm thấy nhanh như vậy. Yêu Vương Mang Sơn nhìn Diệp Huyên, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyên đột nhiên lấy một thẻ vàng ra đưa cho ông ta tiền bối, trong thẻ này có 100 triệu kim tệ, xem như con và Bạch Trạch biếu người. 100 triệu kim tệ. Sắc mặt Yêu Vương Mang Sơn lập tức hơi thay đổi, 100 triệu kim tệ, đây không phải một con số nhỏ, đối với Mang Sơn, đây có thể nói là một số tiền lớn, phải biết rằng bây giờ có lẽ cả Mang Sơn cũng không lấy ra được 100 kim tệ. Bạch Trạch ở bên cạnh cũng giật mình, vì y cũng không ngờ Diệp Huyên còn sẽ lấy ra 100 triệu kim tệ đến cho Mang Sơn. Yêu Vương Mang Sơn nhìn Diệp Huyên rất lâu, cuối cùng ông ta hỏi, vì sao? Diệp Huyên nghiêm túc nói, lần này nếu không nhờ Mang Sơn giúp đỡ, chúng con đều đã chết ở đường quốc rồi. Ơn tình này, Diệp Huyên con, học viện Thương Lan này sẽ mãi mãi không quên. Trước giờ hắn chưa từng cảm thấy người khác giúp mình là lẽ đương nhiên, người khác giúp mình nên nhớ mãi ơn tình này, hơn nữa, lúc có thể trả ơn người ta thì vẫn nên trả ơn. Có ơn báo ơn, có thù, báo thù. Yêu Vương Mang Sơn im lặng một lúc, sau đó nói, vào trong ngồi đi. Dứt lời, ông ta xoay người đi vào trong hang núi. Diệp Huyên đưa thẻ vàng và quả đào linh cho Bạch Trạch, sau đó ra hiệu, Bạch Trạch hơi do dự, Diệp thổ phỉ, cái này. Diệp Huyên đá một cước lên mông Bạch Trạch, nói nhảm nhiều thế làm cái gì. Mau mang đi đi. Bạch Trạch nhìn Diệp Huyên, sau đó nhếch miệng cười, được. Nghe theo đại ca. Nói xong, y bước nhanh đuổi theo Yêu Vương Mang Sơn ở phía xa. Diệp Huyên đứng yên tại chỗ. Lắc đầu cười khẽ, sau đó cũng đi vào theo. Trong hang núi rất lớn, cũng rất rộng rãi, hơn nữa bên trong còn có một vài dụng cụ loài người sử dụng, điều này khiến Diệp Huyên khá ngạc nhiên. Ba người ngồi quanh bàn, trên bàn bày một ít đồ ăn, còn có rượu. Yêu Vương Mang Sơn quan sát Diệp Huyên, Tiểu Trạch nói cậu có chuyện muốn bàn bạc với ta. Diệp Huyên gật đầu, con muốn mời tiền bối hợp tác, học viện Thương Lan muốn nhận một nhóm yêu thú nhập học. Nhận yêu thú. Hai mắt Yêu Vương Mang Sơn hơi híp lại, tôi tớ. Sau câu này, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Diệp Huyên lắc đầu, không phải, là học viên, nếu yêu thú Mang Sơn vào học viện Thương Lan của chúng con thì sẽ là học viên của học viện, học tập và tu luyện cùng với học viên loài người, mà tài nguyên tu luyện bọn chúng nhận được sẽ giống với các học viên khác của học viện, bọn chúng ở trong học viện Thương Lan sẽ được đối xử bình đẳng. Nghe vậy. Vẻ mặt Yêu Vương Mang Sơn hơi thay đổi. Học viên. Ở địa giới Thanh Châu này từng có học viện Thương Lan và học viện Thương Mộc, nhưng hai học viện này chưa từng nhận yêu thú làm học viên, dù trong học viện có một vài yêu thú thì cũng đều là tôi tớ, hoàn toàn không phải học viên. Có thể nói hai học viện này vẫn hơi xem thường yêu thú, cũng có thể nói tất cả loài người đều hơi xem thường yêu thú. Cảm thấy yêu thú là dã thú, thậm chí cảm thấy là súc sinh. Nếu không phải thực lực của yêu thú đủ mạnh thì e rằng đã sớm biến mất trên cuộc đời này rồi. Chương 292, bọn họ đã hỏi ta chưa? Mà bây giờ,
Diệp Huyên lại muốn nhận yêu thú làm học sinh. Đây là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra ở địa giới Thanh Châu này. Yêu Vương Mang Sơn nhìn Diệp Huyên, cậu nghiêm túc à? Diệp Huyên gật đầu, nghiêm túc, nếu nhập học ở Học viện Thương Lan thì chính là một thành viên của học viện, con nhất định sẽ đối xử bình đẳng. Đương nhiên tiền bối nên biết, con có hơi nhiều kẻ thù, cũng rất có dã tâm, vì con muốn khiến Học viện Thương Lan trở thành học viện tốt nhất Thanh Thương giới. Vì thế, nếu nhập học ở Học viện Thương Lan là một cơ hội để thăng cấp với bọn họ, nhưng cũng sẽ có nguy hiểm. Yêu Vương Mang Sơn nhìn Diệp Huyên, không nói chuyện. Diệp Huyên cũng im lặng, hắn đã nói hết những gì nên nói, cũng rất thẳng thắn rồi, bây giờ chỉ đợi quyết định của Yêu Vương thôi. Lúc này, Bạch Trạch ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, Nghĩa Phụ, con cảm thấy đây là một cơ hội với Mang Sơn chúng ta, mấy huynh đệ kia nên ra ngoài sông pha, thế giới bên ngoài thật sự rất lớn, người ở bên ngoài thật sự rất mạnh. Sau khi biết được thực lực của mấy người Lăng Hàn, Bạch Trạch và Mạc Vân Khởi đều cảm thấy mình chưa tới. Thật sự rất mạnh. Mà đám người Lăng Hàn còn không phải những người mạnh nhất ở Trung Thổ Thần Châu. Thiên tài yêu nghiệt, thật sự có quá nhiều quá nhiều. Một lát sau, Yêu Vương Mang Sơn nhìn Diệp Huyên, cậu chắc chắn có thể đối xử bình đẳng chứ? Diệp Huyên gật đầu, có thể, không chỉ như thế, con sẽ dốc hết sức bồi dưỡng bọn chúng, cho bọn chúng vượt xa bản thân bây giờ. Yêu Vương Mang Sơn lại nói, yêu thú hoang dã khó thuần, nếu bọn chúng vào Học viện Thương Lan rồi sẽ rất khó quản lý, thậm chí còn làm loạn lên, cậu muốn xử lý thế nào? Diệp Huyên cười nói, chỉ cần bọn chúng đánh thắng con, bọn chúng muốn làm gì cũng được, nếu không thể đánh thắng con thì phải ngoan ngoãn nghe lời cho con, nếu không thì sẽ bị con đánh. Yêu Vương im lặng một lát, sau đó gật đầu, được, Mang Sơn ta hợp tác với cậu. Cậu có yêu cầu gì với yêu thú gia nhập Học viện Thương Lan không? Diệp Huyên nghiêm túc đáp, tốt nhất là yêu thú thông u cảnh. Yêu Vương Mang Sơn đứng dậy đi ra ngoài hang động, đi theo ta. Diệp Huyên và Bạch Trạch vội đuổi theo. Ngoài hang núi, Yêu Vương Mang Sơn đột nhiên dầm chân phải xuống đất, sau đó, mặt đất rung lên dữ dội, xung quanh đều chấn động, chẳng bao lâu, một đàn yêu thú đột nhiên chạy lại nơi này. Yêu thú gì cũng có. Yêu Vương đảo mắt nhìn bọn họ, thông u cảnh ra khỏi hàng. Nghe thấy câu này, hai mươi mấy yêu thú đi tới chỗ không xa trước mặt Yêu Vương. Diệp Huyên nhìn bọn chúng, có tổng cộng 27 yêu thú thông u cảnh, đây xem như là lực lượng tinh nhuệ của Mang Sơn. Yêu Vương nhìn Diệp Huyên, tổng cộng có 27 yêu thú, đa số yêu thú còn lại đều có cấp bậc lăng không cảnh. Diệp Huyên gật đầu, sau đó hắn đi tới trước đàn yêu thú kia, bọn chúng cũng đều nhìn hắn, nhưng trong mắt lại không có địch ý. Diệp Huyên nhìn một vòng, cuối cùng hắn chọn 3 yêu thú lăng không cảnh, 3 yêu thú này đều là lăng không cảnh đỉnh cao, hơi thở thuần chất, sắp đột phá. 30 yêu thú. Diệp Huyên nhìn về phía Yêu Vương Mang Sơn, ông ta nhìn những yêu thú kia, sau đó chỉ Diệp Huyên, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi đều phải nghe theo lệnh cậu ấy, nếu không phục, bây giờ có thể khiêu chiến với cậu ấy. Loài người xem kẻ mạnh là nhất, yêu thú càng hơn thế. Diệp Huyên muốn tuyển những yêu thú mạnh này thì nhất định phải khiến bọn chúng phục. Có thể nói đây cũng là thử thách của Yêu Vương với Diệp Huyên. Nếu Diệp Huyên không đủ mạnh, không đủ tài, ông ta cũng sẽ không để những yêu thú này đến Học viện Thương Lan. Những yêu thú xung quanh đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng, một yêu thú đi đến trước mặt Diệp Huyên. Yêu thú này trông giống sư tử, vóc dáng rất to, cao tới mấy trượng, khi nó đến trước mặt Diệp Huyên, so sánh với nó, Diệp Huyên thật sự quá nhỏ bé. Yêu thú này nhìn xuống Diệp Huyên, đột nhiên giơ vuốt muốn đánh Diệp Huyên. Một trường tựa như ngọn núi nhỏ đè xuống, lực trường khiến mặt đất dưới chân Diệp Huyên lập tức nứt ra. Ầm! Một tiếng nổ vang lên, yêu thú kia bay ra ngoài tần mấy chục trượng. Tất cả yêu thú đều sửng sốt, bọn chúng đồng loạt nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Một sức mạnh thần bí chậm rãi biến mất trên người hắn. Đó chính là đại địa chi lực, khi nãy hắn đã sử dụng nó, nếu không, chỉ dựa vào thân thể, hắn không có cách nào áp đảo được đối phương như thế. Vì dùng đến kiếm thì không chết cũng bị thương nặng. Kiếm liên tú chém xuống, yêu thú này hoàn toàn không thể đỡ được. Diệp Huyên đi đến trước mặt đám yêu thú, còn ai không phục không? Đám yêu thú nhìn nhau, không một ai bước ra. Diệp Huyên quay đầu nhìn Yêu Vương nhìn những yêu thú kia, dẫn đi đi. Diệp Huyên không ở lại Mang Sơn thêm một khắc sau,
Hắn và Bạch Trạch dẫn 30 yêu thú rời khỏi Mang Sơn, đi thẳng đến lương giới thành tập hợp với mấy người Lăng Hàn. Mà giữa đường, đã truyền âm trong lòng Diệp Huyên đột nhiên vang lên. Hắn dừng lại, sau đó, sắc mặt hắn trở nên u ám. Bạch Trạch nhìn Diệp Huyên, sao thế? Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía xa, sứ giả của đế quốc Đại Vân đã đến rồi, nói là Đại Vân đế muốn nạp cửu công chúa của Khương quốc chúng ta làm phổ phỉ. Nói đến đây, hắn cất đá truyền âm đi, cười khẩy, nạp con mẹ nhà hắn. Bọn họ đã hỏi ta chưa? Chương 293, đánh đổ Sở quốc và Vinh quốc. Nạp phi. Bạch Trạch nhìn Diệp Huyên, có lẽ không đơn giản như thế. Diệp Huyên gật đầu, đi về xem thử. Nói xong, Diệp Huyên và Bạch Trạch dẫn theo nhóm yêu thú bắt đầu tăng tốc. Trên đỉnh núi, một người đàn ông trung niên nhìn xuống đám người Diệp Huyên bên dưới, nét mặt ông ta không chút cảm xúc, tay phải chắp sau người, một chàng trai trẻ đứng sau lưng ông ta. Người đàn ông trung niên này chính là Mộ Thanh Huyền của Học viện Thương Mộc, còn chàng trai trẻ kia là Hạ Hầu Đao. Diệp Huyên, Bạch Trạch và đám yêu thú nhanh chóng biến mất ở phía xa. Mộ Thanh Huyền thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng nói, lập tức rời khỏi Thanh Châu, xuất phát đến Trung Thổ Thần Châu. Hạ Hầu Đao nhìn Mộ Thanh Huyền, sư tôn. Ông ta lắc đầu, con là hy vọng cuối cùng của Học viện Thương Mộc Đại Vân ta, phải giữ lại. Nghe vậy, Hạ Hầu Đao hơi kinh ngạc, sư tôn, đã đến mức này rồi sao? Mộ Thanh Huyền hỏi, con cảm thấy tình cảnh bây giờ rất tốt sao? Hạ Hầu Đao trầm giọng nói, sư tôn, Học viện Thương Mộc ta chỉ là tổn thất 20 đạo binh thôi, cũng đâu có đến bước đường cùng chứ. Mộ Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn về phương xa, Học viện Thương Mộc không nhận thua, nhưng người này thật sự quá yêu nghiệt, lại thêm hắn còn quen biết với một đám thiên tài đến từ Trung Thổ Thần Châu, vạn pháp cảnh không thể ra tay, trong thế hệ trẻ ở địa giới Thanh Châu này, bọn họ đã có thể áp đảo tất cả rồi. Hạ Hầu Đao hơi nghi ngờ nói, sư tôn, không phải đế quốc Đại Vân đã đồng ý giúp đỡ rồi sao? Mộ Thanh Vân đáp, bọn họ giúp đỡ là vì bọn họ đã cảm nhận được nguy cơ. Diệp Huyên quen biết đám người này, lại lôi kéo được đám dị thú, tiếp tục như thế, Khương quốc nhất định sẽ càng mạnh hơn. Mà bọn họ muốn cưới cửu công chúa của Khương quốc, mục đích chỉ có một, đó chính là lôi kéo trước, sau đó mượn cơ hội khống chế Khương quốc, phải biết rằng cửu công chúa này rất có uy danh ở Khương quốc. Hạ Hầu Đao châm chọc, Khương quốc cũng không ngốc, sao có thể chúng chiêu được. Mộ Thanh Vân cười, nếu Khương quốc đồng ý thì tốt, nếu không đồng ý, đế quốc đại quốc sẽ có thể danh chính ngôn thuận nhằm vào bọn họ rồi. Hạ Hầu Đao nói với giọng điệu nặng nề, sư tôn, con không hiểu, vì sao đế quốc Đại Vân phải chen vào vũng nước đục này. Mộ Thanh Vân đáp, cân bằng. Đế quốc đại quân muốn giữ cân bằng với các thế lực đế quốc xung quanh. Bây giờ Khương quốc đánh bại Đường quốc. Hơn nữa còn đánh bại một cách dễ dàng như thế, nếu đế quốc Đại Vân không làm gì, Khương quốc nhất định sẽ mạnh mẽ trỗi dậy, đây không phải là điều đế quốc Đại Vân muốn nhìn thấy. Nói đến đây, ông ta cười khẩy, còn một điều nữa, có lẽ bây giờ Sở quốc và Vinh quốc đang run như cầy sấy rồi, nếu Khương quốc không muốn gả cửu công chúa, vậy đế quốc Đại Vân chẳng những có cớ nhằm vào Khương quốc, còn có thể thừa dịp thu Sở quốc và Vinh quốc về phe mình, có thể nói dù thế nào bọn họ vẫn có lời. Kẻ chống lưng kia của chúng ta không hề đơn giản chút nào. Nói xong, ông ta đi đến trước mặt Hạ Hầu Đao, sau đó vỗ nhẹ lên vai gã, sau đây mới là trận ác chiến thật sự. Bên phía Trung Thổ Thần Châu đã ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này rồi, mà Học viện Thương Mộc Đại Vân của Thanh Châu chúng ta rất có khả năng sẽ bị làm bia đỡ đạn, rời khỏi thôi, mang theo hy vọng của Học viện mà rời khỏi. Nói xong, ông ta xoay người biến mất ở nơi chân trời. Hạ Hầu Đao đứng ở chỗ cũ. Tay cầm trường đao, im lặng một lúc lâu. Diệp Huyên, Bạch Trạch và những yêu thú nhanh chóng về đến lưỡng giới thành, lúc nhìn thấy Diệp Huyên, binh sĩ trên tường thành lập tức mở cổng, không chỉ thế, tất cả còn đồng loạt hành lễ. Bây giờ Diệp Huyên cực kỳ có tiếng tăm ở Khương quốc. Sau khi vào thành, Diệp Huyên bảo Bạch Trạch sắp xếp cho những yêu thú kia, còn hắn thì đi đến doanh trại của Khương Cửu, lúc này, Khương Cửu đang xử lý chuyện gì đó. Khương Cửu nhìn Diệp Huyên một cái, về rồi sao? Nói xong, nàng ấy lại cúi đầu xử lý công việc. Diệp Huyên ngồi xuống trước mặt Khương Cửu, đế quốc Đại Vân phái người đến rồi. Khương Cửu gật đầu, đến rồi, nói gì mà Đại Vân đế của bọn họ muốn nạp ta làm phi? Diệp Huyên nói, Khương quốc trả lời thế nào? Khương Cửu dừng lại, nàng ấy nhìn Diệp Huyên, ngươi cảm thấy sao?
Diệp Huyên trầm giọng đáp, có lẽ các ngươi cũng biết ý đồ của bọn họ. Khương Cửu nhẹ giọng nói, ngươi biết thực lực của đế quốc Đại Vân không? Bọn họ là thế lực lớn nhất ở địa giới Thanh Châu, dù là Đại Vân Cảnh hay thế giới ngầm, nếu không phải tổng bộ thì đều không bằng bọn họ. Năm đó, Hắc Diễm quân của bọn họ mất chưa đến nửa tháng đã tiêu diệt được quốc gia lúc đó. Dù là cận vệ quân lớn mạnh nhất của Ninh Quốc ở trước mặt Hắc Diễm quân cũng hoàn toàn không đủ đẳng cấp. Diệp Huyên nói, Khương Quốc tròn thỏa hiệp ư. Khương Cửu cười khẽ, không thể nào, dù ta gả cho đế quốc Đại Vân, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho Khương Quốc. Hơn nữa lần này không chỉ là đế quốc Đại Vân, còn có Tổng viện Học viện Thương Mộc và Tổng bộ Thế giới ngầm tham gia. Theo tin tức Khương Quốc ta có được, là Tổng viện Học viện Thương Mộc và Tổng bộ Thế giới ngầm trao đổi trực tiếp với đế quốc Đại Vân, có lẽ bọn họ đã có thỏa thuận gì đó rồi. Diệp Huyên nói với giọng điệu nặng nề, nên xử lý thế nào đây? Khương Cửu nhìn Diệp Huyên, xử lý Sở Quốc và Vinh Quốc trước, ít nhất phải đánh đổ hai nước này, không thể để bọn họ bị đế quốc Đại Vân thu phục được. Sở Quốc và Vinh Quốc. Diệp Huyên ngẫm nghĩ sau đó gật đầu. Hiểu rồi. Lúc này, bên ngoài doanh trướng có người nói chuyện, nguyên soái sứ giả của đế quốc Đại Vân đến. Khương Cửu cười nói với Diệp Huyên, chắc chắn lại là phụ hoàng ta đẩy bọn họ đến chỗ ta, nào, đi gặp thôi. Diệp Huyên gật đầu. Hai người rời khỏi doanh trại, một người đàn ông trông như thái giám đứng bên ngoài, phía sau ông ta còn có 10 thị vệ vác đoản đao, đều là thông u cảnh. Thái giám lạnh lùng nhìn Khương Cửu, Cửu công chúa, quỳ xuống tiếp chỉ. Thấy thái độ này, Diệp Huyên cau mày, Khương Cửu cười nói, chúng ta chỉ là nước nhỏ trong mắt đế quốc Đại Vân, chính là những người thấp hèn, cho nên bọn họ sẽ không tôn trọng chúng ta. Chương 294, Đạo binh thế giới ngầm. Nói xong, nàng ta nhìn về phía thái giám kia, đúng không? Thái giám hơi cau mày, Cửu công chúa, cô là đang khiêu khích chúng ta sao? Khương Cửu lắc đầu cười, không dám, công công có gì xin nói thẳng. Thái giám đi đến trước mặt Khương Cửu, cười khẩy, thế nào, đường đường là công chúa Khương Quốc lại không biết phép tắc, muốn chúng ta dạy cô sao? Khương Cửu cười khẽ, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên đi đến trước mặt thái giám, hắn giơ tay phải, một cây cường nỏ màu đen xuất hiện trong tay hắn. Diệp Huyên nói, đây là của đế quốc Đại Vân, đúng không? Thái giám nhìn cường nỏ trong tay Diệp Huyên. Sau đó cau mày cường nỏ cực phẩm. Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt mang theo sát khí vô cùng rõ ràng, quả nhiên những người này đều đã chết trong tay ngươi, ngươi đúng là to gan. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Chát! Theo một tiếng bạt tai vang dội, thái giám bay thẳng ra ngoài mười mấy trượng. Thấy Diệp Huyên đột nhiên ra nay, mấy thị vệ đang muốn tiếp chiêu, mà lúc này, có một thanh phi kiếm chém qua. Vèo! Đầu của một thị vệ bay thẳng ra ngoài, máu tươi tuôn như suối. Mấy thị vệ còn lại đều sững sờ. Giết chết trong nháy mắt như thế sao? Diệp Huyên không thèm nhìn những thị vệ này, hắn đi đến trước mặt thái giám cách đó không xa, ta sẽ không giết ngươi, trở về nói với đế quốc Đại Vân, đừng có dở mấy trò lòng vòng đó nữa, các ngươi muốn đấu thì đấu thôi, cút mau. Thái giám chừng Diệp Huyên, cái đồ đê tiện này, ngươi sẽ phải trả giá vì chuyện hôm nay, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên vung kiếm. Xoẹt. Đầu thái giám lập tức bay ra ngoài. Mọi người đang có mặt đều ngơ ngác. Diệp Huyên cất kiếm đi, sau đó quay đầu nhìn về phía những thị vệ kia, bây giờ các ngươi đi chuyển lời đi, các ngươi có muốn hăm dọa ta gì không? Đám thị vệ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sau đó xoay người rời đi. Bây giờ nếu mà nói cái gì, chắc chắn đều là tự tìm đường chết. Diệp Huyên nhìn Khương Cửu, bây giờ, ngoài chiến đấu, Khương Quốc không còn sự lựa chọn nào khác cả, cũng không còn gì để nói nữa. Nói xong, hắn bỏ đi. Khương Cửu nhìn theo Diệp Huyên, ánh mắt hơi phức tạp. Sao nàng ấy có thể không biết, thật ra Diệp Huyên giết người không phải vì gia oai nhất thời, mà là muôn người Khương Quốc hiểu bây giờ bọn họ chỉ có thể chiến đấu thôi. Lúc trước, một vài đại thần trên triều đình tán thành việc gả Cửu công chúa đi, vì không thể trêu vào đế quốc Đại Vân. Nhưng bây giờ Diệp Huyên chém ra một kiếm này, Khương Quốc sẽ không có ai bàn chuyện gả đi nữa, mọi người chỉ có thể chọn chiến đấu thôi. Nếu không sẽ phải giết Diệp Huyên, đến đế quốc Đại Vân nhận tội. Nhưng với uy danh của Diệp Huyên bây giờ, ai dám động vào hắn chứ? Có thể nói là một kiếm này của Diệp Huyên đã bớt đi rất nhiều phiền phức cho Cửu công chúa. Đế quốc Đại Vân. Khương Cửu quay đầu nhìn về phía chân trời,
trong mắt lộ vẻ ưu sầu, vì chuyện đã ngày càng phiền phức hơn rồi. Đế quốc Đại Vân. Đây chính là thế lực lớn nhất ở địa giới Thanh Châu, còn có Tổng viện của Học viện Thương Mộc và Sát thủ của thế giới ngầm nữa. Ba thế lực này hợp tác với nhau, Khương quốc nên ứng phó thế nào đây? Nhưng Khương quốc không có quyền lựa chọn, Diệp Huyên đã đứng trên cùng một thuyền với Khương quốc, dù đưa Diệp Huyên cho ba thế lực này, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho Khương quốc, có khi kết cục của Khương quốc sẽ càng thê thảm hơn. Có Diệp Huyên, ba thế lực này còn sẽ kiêng dè, dẫu sao sau lưng hắn còn có một kiếm tiên, ba thế lực này có chơi thế nào cũng không dám điều động vạn pháp cảnh, nếu không có Diệp Huyên, 5-6 vạn pháp cảnh tùy tiện kéo đến đã có thể tiêu diệt Khương quốc một cách dễ dàng rồi. Nói chung là chuyện càng lúc càng nghiêm trọng rồi. Trong một doanh trại, Diệp Huyên gọi đám người Lục Bán Trang đến, mọi người ngồi quanh bàn. Diệp Huyên nhìn bọn họ, ta đã nhờ Túy Tiên Lâu đặt mua một ít đan thần hợp và vũ khí bậc minh, 7-8 ngày nữa mới đến, bây giờ chỉ còn khoảng 8 ngày, mọi người chuẩn bị một chút. Đúng rồi, nếu có đan thần hợp, mọi người có lòng tin sẽ đột phá thần hợp cảnh không? Lăng Hàn cười nói, đương nhiên là có, chúng ta đã dừng ở thông u cảnh rất lâu rồi, nếu có đan thần hợp, chắc chắn có thể đột phá thần hợp cảnh. Diệp Huyên gật đầu, thế thì tốt. À, lúc này, ngoài doanh trại vang lên tiếng la thảm thiết. Mấy người Diệp Huyên lập tức xuất hiện bên ngoài doanh trại, lúc này, Khương Cửu đi đến trước mặt mấy người Diệp Huyên, xung quanh có vô số binh sĩ vây quanh mấy người Diệp Huyên, bảo vệ bọn họ. Có chuyện gì thế? Diệp Huyên hỏi. Lúc này, một nhóm binh sĩ xách mười mấy thi thể đến trước mặt Khương Cửu. Sắc mặt Khương Cửu rất u ám, đều là đại tướng trong quân ta, là sát thủ của thế giới ngầm. Nói xong, nàng ấy ngẩng đầu nhìn về phía xa, bọn họ bắt đầu ra tay rồi. Lúc này, đầu một binh sĩ đứng bên tay phải cách Diệp Huyên 5 trượng bay ra ngoài. Không chút dấu hiệu. Mọi người đều giật mình. Diệp Huyên đứng bên cạnh binh sĩ kia, nhưng hắn không phát hiện ra gì cả. Là đạo binh của thế giới ngầm. Lục Bán Trang ở gần đó trầm giọng nói, đạo binh thế giới ngầm cấp bậc tinh anh. Lục Bán Trang vừa dứt lời, đầu của ba binh sĩ cách đó 6 trượng cũng rơi xuống. Chương 295, Phụ thể. Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Phải nói là sợ hãi. Đặc biệt là những binh sĩ kia, lúc này trong mắt bọn họ đều hiện lên vẻ hoảng sợ, bởi vì bọn họ không phát hiện ra những người đó chết như thế nào. Cho dù là mấy người Lăng Hàn cũng tỏ vẻ mặt nghiêm nghị, chuyện này khá là đáng sợ. Đạo binh thế giới ngầm. Diệp Huyên nhìn về phía Lục Bán Trang, Lục Bán Trang im lặng một lúc, lắc đầu, chờ tới hừng đông, buổi đêm bọn chúng dựa vào công pháp dung hợp với bóng đêm, rất khó phát hiện ra. Hừng đông. Diệp Huyên nhíu chặt mày. Nếu như phải chờ tới hừng đông, vậy chẳng phải trong khi trời tối sẽ có vô số binh sĩ Khương quốc chết trận hay sao? Lúc này, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên từ các nơi trong quân doanh. Khi thấy cảnh này, sắc mặt Khương Cửu dần trở nên dữ tợn. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên ngẩn ra, bởi vì có một trang giấy bất ngờ từ trong tầng 2 tháp giới ngục bay ra ngoài. Trên tờ giấy chỉ có một đôi mắt. Đôi mắt nhân loại. Diệp Huyên ngẩn người, ngay sau đó, hắn lập tức hiểu ra. Kiếm nhãn. Mình có kiếm nhãn mà. Vừa nghĩ tới đây, hắn vội vàng lấy lại bình tĩnh, ngay sau đó, hắn có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ xung quanh, sau đó Diệp Huyên đột nhiên quay đầu lại, sau đó hai mắt mở ra. Vù vù. Hai sợi kiếm quang bắn ra với tốc độ nhanh như điện. Cách đó mấy trượng, một tiếng nổ vang lên ở bên cạnh một tên binh sĩ, sau đó có một bóng người bay thẳng ra phía bên ngoài. Ngay sau đó, một thanh phi kiếm đột nhiên lóe lên. Phụt. Trên mặt đất nơi xa xa, đột nhiên có máu tươi trào ra, thời gian dần trôi qua, một người đàn ông áo đen xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Tay phải Diệp Huyên ngoắc một cái, kiếm liên tú bay trở về trước mặt hắn, bốn phía đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Sắc mặt những binh sĩ ở đó đều tỏ rõ vẻ đề phòng, trên trán túa đầy mồ hôi lạnh. Có đôi lúc cái chết không hề đáng sợ là quá trình chờ đợi cái chết. Lúc này Diệp Huyên lên tiếng, đi hết đi. Nghe vậy, những binh sĩ ở quanh đó đều thở phào một tiếng. Sắc mặt Diệp Huyên và mấy người Khương Cửu vẫn nghiêm nghị như trước. Diệp Huyên nhìn Lục Bán Trang, cẩn thận đó. Nói xong hắn nhìn về phía Khương Cửu, vào trong bàn bạc. Khương Cửu gật đầu, đi với Diệp Huyên vào trong lều. Khương Cửu ngồi xuống,
trầm giọng nói, lòng quân bất ổn. Diệp Huyên gật đầu, ta biết, ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Khương Cửu nhìn về phía Diệp Huyên nói, cô và binh sĩ của ngươi không thể đối phó với đám sát thủ kia được, ta sẽ tìm cách đối phó với chúng. Việc cô cần làm hiện giờ là ổn định lòng quân và bảo vệ tốt chính bản thân mình, mục tiêu thật sự của đám sát thủ kia chính là cô. Cái chết của Khương Cửu sẽ là một đòn đả kích chí mạng đối với toàn bộ Khương Quốc. Khương Cửu gật đầu, ta sẽ cẩn thận, nhưng mục tiêu hàng đầu của bọn chúng có lẽ là ngươi và bạn bè của ngươi, các ngươi nhất định phải hết sức cẩn thận đó. Diệp Huyên nói, ta biết, ta sẽ đi thảo luận với bọn họ, ngươi lập tức báo cho đế đô, bảo quốc chủ phái người tới đây. Nói xong, hắn quay người rời khỏi đây. Diệp Huyên trở lại lều của mình, ngồi xếp bằng ở dưới đất, sau đó tiến vào tháp giới ngục. Lúc này, một trang giấy từ lối vào bay ra ngoài, bên trên là một móng vuốt nho nhỏ. Diệp Huyên. Diệp Huyên cạn lời, sa mạc lời luôn rồi, bởi vì nhiều khi hắn không tài nào hiểu được ý của đại thần ở tầng 2, chỉ một dấu móng vuốt, ai mà hiểu được chứ. Lại một tờ giấy bay ra ngoài. Bên trên có thêm một bàn tay, đây không phải là dấu móng vuốt mèo trước đó mà là tay người. Diệp Huyên cười khổ, đại thần, ngươi không thể nói chuyện được sao? Đúng lúc này, tầng 2 đột nhiên chấn động kịch liệt, một luồng sức mạnh to lớn đánh bay Diệp Huyên ra bên ngoài. Diệp Huyên đập xuống mặt đất, lúc này đây hắn cảm thấy thân thể mình như bị vỡ thành nhiều mảnh. Diệp Huyên chôn đầu xuống đất, trong lòng không ngừng kêu rên, mẹ kiếp, bắt nạt con nhà người ta quá đi mà. Đúng lúc này, lại có một tờ giấy bay ra ngoài, bên trên là một cái miệng người và một cái miệng không biết là của thứ quỷ gì. Bên trong miệng người và miệng thứ không biết tên này có một ký hiệu, nhỏ, ở sau cái miệng thứ không biết tên kia có một ký hiệu. Mẹ nhà nó, vậy là có ý gì? Diệp Huyên không muốn sống nữa. Lúc này, tầng 2 chấn động kịch liệt, Diệp Huyên vội vàng bò lên, đừng, đừng mà, có gì từ từ nói, để ta nghiên cứu đã. Nói xong hắn vội vàng cầm tờ giấy lên để nghiên cứu, một lúc sau, mặt hắn lập tức đen lại. Bởi vì hắn hiểu được đại khái ý trên tờ giấy này. Tên ở lầu 2 đang hỏi hắn vì sao hắn không nói ngôn ngữ của nó, nói đơn giản thì tên ở tầng 2 không biết nói tiếng nhân loại. Không thuộc về thế giới này. Diệp Huyên có chút nghi ngờ. Lại có một tờ giấy bay ra, bên trên là một móng vuốt và bàn tay nhân loại chồng lên nhau. Chồng lên nhau. Diệp Huyên cau mày suy nghĩ hồi lâu, tầng 2 đột nhiên chấn động, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi. Vội vàng nói ta biết rồi. Lâu 2 ngừng lại. Diệp Huyên dè dặt nói, ý ngươi là ngươi muốn hợp thể với ta hả? Hoặc là nói ngươi muốn mượn thân thể ta để ra ngoài. Lúc này, một tờ giấy bay ra, bên trên là một ký hiệu. Diệp Huyên. Phụ thể. Diệp Huyên nghĩ tới hai chữ này. Diệp Huyên vội vàng lắc đầu, chuyện này không được đâu. Phụ thể. Nghĩ tới đây đã cảm thấy đáng sợ rồi. Trước đây hắn từng nghe nói có một số cường giả mạnh mẽ sẽ đoạt xá, có nghĩa là cướp quyền chủ đạo của thân thể, nhớ đâu tên ở tầng 2 muốn làm vậy thì tuyệt đối không được. Lại có một trang giấy bay ra ngoài. Cứ như vậy, Diệp Huyên trao đổi với tên ở tầng 2, chừng nửa canh giờ sau, Diệp Huyên mệt mỏi ngồi liệt trên mặt đất. Mệt mỏi quá đi. Đặc biệt là nếu như hắn trả lời sai, vị đại thần ở lầu 2 sẽ định ra tay luôn, bắt nạt hắn quá đi. Hắn từng phản kháng lại, nhưng không thể phản kháng nổi. Cuối cùng Diệp Huyên nhìn lối vào tầng thứ 2, vậy thì như thế nào, dựa theo ước hẹn của chúng ta khi trước, trong một tháng, ngươi có thể đi ra 2 lần, một lần ngươi có thể chủ động yêu cầu đi ra, một lần ta yêu cầu đi ra được chứ. Một lúc sau, một trang giấy từ tầng 2 bay ra ngoài, bên trên là một ký hiệu. Thấy vậy, Diệp Huyên lập tức thở phào một tiếng. Hắn cũng không muốn đồng ý, nhưng đâu có cách nào khác. Bởi vì tên ở tầng thứ 2 không phải là một người hiền lành, nếu như hắn không đồng ý, không biết tên này sẽ làm gì nữa. Chương 296, đến đây nào, xin các ngươi đó, chơi ta đi. Hiện giờ không thể chọc vào được. Diệp Huyên rời khỏi tháp giới ngục, hắn tiến vào trong lều của Lục Bán Trang, Lục Bán Trang đang ăn bánh nướng, tay trái cầm một cây hành. Diệp Huyên ngồi ở trước mặt Lục Bán Trang. Ở trung thổ thần châu còn có tổ chức sát thủ nào tương tự như thế giới ngầm hay không? Lục Bán Trang ngừng lại, hồi lâu sau nàng ta mới gật đầu có. Diệp Huyên vội vàng nói, có thể mời được không?
Lục Bán Trang lắc đầu, không được. Vì sao? Diệp Huyên không hiểu. Lục Bán Trang nhìn Diệp Huyên, không mời nổi, với lại đám sát thủ đó đều là kẻ lòng tham không đáy, mời thần dễ tiến thần khó, việc này chúng ta chỉ còn cách tự giải quyết thôi. Diệp Huyên im lặng không nói gì. Diệp Huyên không hề sợ đám sát thủ đó, hắn có kiếm nhãn, đám sát thủ đó không dám tiến tới gần hắn. Hắn cũng phát hiện ra chỉ cần đám sát thủ kia xuất hiện thì sức chiến đấu của chúng cũng không hề mạnh mẽ, ưu điểm của đám sát thủ này chính là năng lực xuất quỷ nhập thần. Quan trọng nhất là đám sát thủ này không hề nhắm vào hắn mà nhằm vào những binh sĩ của Khương Quốc, đây mới là thương tổn lớn nhất. Thật ra không riêng gì những binh sĩ này, mấy người Lăng Hàn cũng gặp nguy hiểm. Hiện giờ nhóm Lăng Hàn tập trung lại một chỗ, không dám tách riêng rẽ ra, bởi vì làm vậy quá nguy hiểm. Lúc này, một giọng nói ở phía bên ngoài Túy Tiên Lâu truyền đến, mời Tiểu Hữu đi ra gặp mặt. Ngũ Lâu Chủ. Diệp Huyên ngẩn ra. Sau đó hắn và Lục Bán Trang đi ra khỏi lều. Ngũ Lâu Chủ mỉm cười, ông ta búng tay một cái, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, những thứ Tiểu Hữu cần đã được tìm đủ cả rồi. Diệp Huyên kinh ngạc, hỏi tiền bối, vì sao lại nhanh như vậy? Ngũ Lâu Chủ cười đáp, Tiểu Hữu không biết chuyện này rồi, sau khi biết Tiểu Hữu cần gấp, nhị Lâu Chủ của Túy Tiên Lâu ta tự mình ra mặt, lệnh cho chi nhánh Túy Tiên Lâu ở khắp Trung Thổ Thần Châu không tiếc bất kỳ giá nào. Tìm kiếm những thứ Tiểu Hữu cần, vậy nên mới nhanh được như vậy. Nghe vậy, Diệp Huyên ôm quyền với Ngũ Lâu Chủ, không lời nào có thể diễn tả lòng biết ơn của ta, Diệp Huyên xin nhớ kỹ ơn huệ này. Nói xong, hắn nhìn về phía Lục Bán Trang gật đầu, sau đó gọi mấy người Lăng Hàn tới. Rất nhanh, mọi người đã chia kim tệ cho Ngũ Lâu Chủ. Ngũ Lâu Chủ không hề từ chối, nhận lấy số kim tệ kia, sau đó ông ta búng tay một cái. Một bình đan dược màu trắng muốt xuất hiện trước mặt mấy người Diệp Huyên. Đan thần hợp. Khi thấy số đan dược này, mấy người Lăng Hàn khá là kích động, bởi vì chỉ cần có đan thần hợp thì bọn họ có thể đột phá thần hợp cảnh, nếu như không có nó mà tu luyện theo cách bình thường thì cần tối thiểu 2-3 năm, thậm chí là lâu hơn. Lúc này, Ngũ Lâu Chủ lại búng tay một cái, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trước mặt mấy người Lăng Hàn. Mọi người nhìn về phía Ngũ Lâu Chủ. Ông ta cười nói, trong nhẫn chứa đồ linh khí bậc minh, tất cả đều được mua sắm dựa theo nhu cầu cần thiết của mọi người. Chỉ là tốt hơn hết thì mọi người đạt tới thần hợp cảnh rồi sử dụng, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Diệp Huyên đi tới trước mặt mấy người Lăng Hàn, đi vào trong lều rồi sử dụng đi, ta và Bán Trang sẽ bảo hộ cho mọi người. Ngũ Lâu Chủ do dự đôi chút, sau đó mới nói, Tiểu Hữu, đột phá vào lúc này sợ là sẽ rất nguy hiểm. Diệp Huyên lắc đầu, tiếp theo chúng ta càng không có cơ hội, bọn chúng sẽ không cho chúng ta thời gian để đột phá đâu, vậy nên đột phá càng sớm thì càng tốt. Ngũ Lâu Chủ ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, đúng vậy. Nói tới đây, ông ta có đôi chút do dự, sau đó nói tiếp, Tiểu Hữu, bên Trung Thổ Thần Châu truyền tin tới, nói lần này Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm ở Trung Thổ Thần Châu đang nhắm thẳng vào ngươi. Diệp Huyên cười đáp, đúng là có thể diện mà. Ngũ Lâu Chủ nghiêm mặt nói, sau lưng Tiểu Hữu có một vị tiền bối kiếm tiên, sao bọn chúng dám coi thường được. Hiện giờ bọn chúng đã liên hợp với Đế quốc Đại Vân, ba phe thế lực liên thủ với nhau, Tiểu Hữu và Khương quốc nhất định phải hết sức cẩn thận đó. Diệp Huyên gật đầu, cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở. Ngũ Lâu Chủ gật đầu, đúng rồi, Túy Tiên Lâu ta đã điều động 30 đạo binh của Túy Tiên Lâu tới đây, chậm nhất là ngày mai sẽ tới. Nghe vậy. Sắc mặt mấy người Lục Bán Trang đều thay đổi, Túy Tiên Lâu đã hạ quyết tâm đứng bên Diệp Huyên rồi. Thật ra chuyện này cũng rất bình thường, bởi vì Túy Tiên Lâu đã đặt rất nhiều tiền đặt cược lên người Diệp Huyên và cô gái bí ẩn, hiện giờ bọn họ không thu tay lại đâu, bọn họ sẽ ủng hộ Diệp Huyên tới cùng. Ngũ Lâu Chủ ôm quyền với Ngũ Lâu Chủ, tương lai chắc chắn ta sẽ báo đáp ơn giúp đỡ. Ngũ Lâu Chủ gật đầu, nói thực thì Túy Tiên Lâu đúng là muốn lôi kéo Tiểu Hữu. Nhưng cũng không hoàn toàn chỉ có vậy, trong chuyện này quả thật cũng tồn tại tình hữu nghị. Ta không nói nhiều nữa, Tiểu Hữu hãy tự bảo trọng nhé. Nói xong ông ta xoay người biến mất khỏi đây. Diệp Huyên nhìn về phía mấy người Lăng Hàn, bọn họ đang định tiến vào trong doanh trại thì lúc này Diệp Huyên đột nhiên lại nói, đi ra ngoài thành. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyên, đều không hiểu nổi. Khóe miệng Diệp Huyên hiện lên một nụ cười lạnh lẽo, ta muốn mọi người đột phá ngay ở trước mặt bọn chúng. Ta muốn bọn chúng tới ngăn cản mọi người. Lăng Hàn do dự đôi chút, sau đó nói, đại ca,
Làm vậy có phải là quá điên cuồng rồi không? Khóe miệng Diệp Huyên cong lên, cười đáp, phải điên cuồng, phải liều mạng như vậy đó. Yên tâm đi, cho dù phải chết thì người làm đại ca này sẽ chết đầu tiên. Nói tới đây, hắn vung tay lên, ra ngoài thành nào. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đi theo Diệp Huyên ra khỏi lưỡng giới thành. Trên một mảnh đất trống bên ngoài thành, mấy người Lăng Hàn và Mạc Vân Khởi cùng nhau nuốt đan thần hợp vào, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất. Diệp Huyên và Lục Bán Trang đứng ở gần đó. Diệp Huyên cầm kiếm Liên Tú trong tay, chỉ xéo xuống dưới đất, hắn nhìn xung quanh, nhe răng cười nói, đừng trốn nữa, đến đây nào, xin các ngươi đó, chơi ta đi. Ong! Một tiếng kiếm ngâm vang vọng tới tận chân trời. Chương 297, ông đây muốn giết người. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Diệp Huyên cầm kiếm Liên Tú trong tay, đứng ở trước mặt mấy người Lăng Hàn. Kiếm Liên Tú trong tay hắn tỏa ra kiếm mang lạnh lẽo. Bộc lộ rõ sự sắc bén. Diệp Huyên và kiếm trong tay hắn mang đến cảm giác này cho mọi người, dường như hắn có thể đâm thủng cả bầu trời vậy. Ở bên phải cách Diệp Huyên không xa chính là Lục Bán Trang, hai mắt Lục Bán Trang khép hờ lại, giống như một nhà sư già đang thiền vậy. Thật ra nàng ta đang cảm thấy buồn ngủ, muốn ngủ một giấc. Ở một nơi khác, Khương Cửu và các binh sĩ đang đứng trên tường thành, Khương Cửu đang mặc một bộ giáp bạc, nàng ấy nhìn về phía Diệp Huyên ở bên dưới, sau đó nàng ấy đột nhiên bật cười. Một nụ cười vô cùng xinh đẹp, quyến rũ. Ở ngoài thành, dưới ánh trăng yếu ớt, mọi người chỉ có thể quan sát thấy những bóng người mờ mờ, có thể nói đây chính là cơ hội ra tay tốt nhất của đám sát thủ. Trong hoàn cảnh này, bọn chúng như hổ mọc thêm cánh. Nhưng ở dưới tường thành lại vô cùng tĩnh lặng, không có bất kỳ ai ra tay cả. Chuyện này quá mức khác thường. Theo lý mà nói khi mấy người Lăng Hàn đột phá thì Diệp Huyên và binh sĩ Khương Quốc phải cẩn thận từng chút một, nhưng hiện giờ Diệp Huyên cho mấy người Lăng Hàn đi ra ngoài thành, đột phá một cách công khai. Hơn nữa còn không có bất kỳ bí sĩ nào ra phòng thủ giúp, chuyện này rất khác thường. Chắc chắn có chuyện gì đó. Trong thời gian này, một vài tên sát thủ ẩn mình ở quanh đó cũng không ra tay. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua từng chút một. Dưới ánh trăng, nhóm người Lăng Hàn không chút kiêng kỵ xung kích thần hợp cảnh, bọn họ không hề sợ hãi chút nào cả. Bởi vì bọn họ tin tưởng vào Diệp Huyên và Lục Bán Trang. Tay phải của Diệp Huyên vung vẩy kiếm Liên Tú lập tức tỏa ra từng luồng kiếm quang sáng chói. Hắn nhìn bốn phía xung quanh, một số người âm thầm ẩn nấp đi, những người này không dám tiến tới quá gần. Hiển nhiên sau khi hắn chém chết một tên đạo binh thế giới ngầm, đám sát thủ này vẫn kiêng kỵ hắn vài phần. Lúc này Diệp Huyên đột nhiên đi tới bên cạnh Lục Bán Trang, cho dù Lục Bán Trang đứng thẳng tắp nhưng đầu lại hơi cúi xuống, thỉnh thoảng còn có tiếng lẩm bẩm. Mặt Diệp Huyên đen lại, hắn khẽ kéo góc áo của Lục Bán Trang, đừng ngủ nữa, nghiêm túc đi nào. Lục Bán Trang chép chép miệng, không thèm để ý tới Diệp Huyên, vẫn ngủ say như trước. Diệp Huyên cạn lời luôn, sao cô nàng này lại chẳng đáng tin chút nào vậy? Diệp Huyên không còn cách nào khác, đi sang một bên, dường như là quá nhàm chán nên hắn lại bắt đầu luyện kiếm. Chiêu thức của hắn vô cùng đơn giản, chỉ là đâm, vẩy, chém, gọt, trong tay hắn. Những chiêu kiếm phổ thông này đã được lột xác. Hiện giờ hắn là tông sư kiểm đạo, có hiểu biết riêng của bản thân đối với kiếm. Đặc biệt là đối với nhất kiếm định sinh tử. Nhất kiếm định sinh tử là một loại tín niệm kiếm đạo. Một kiếm này của ta muốn giết chết ngươi. Bá đạo đến mức nào cơ chứ? Một vị kiếm tu như vậy tự tin tới mức nào? Nói trắng ra thì chính là vô cùng tự tin. Nếu như một vị kiếm tu không đủ tự tin vào bản thân mình thì đánh ra chiêu kiếm này sẽ vô cùng yếu ớt, không hề có lực sát thương. Thật ra tự tin cũng là một loại kiếm đạo, cũng có thể nói đó là một bộ phận của kiếm đạo. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Huyên đột nhiên cảm thấy toàn thân thả lỏng, kiếm Liên Tú trong tay hắn bắt đầu chấn động liên hồi, sau đó bay ra khỏi tay hắn, phóng lên trời cao. Tất cả những người có mặt đều nhìn về phía kiếm Liên Tú. Kiếm Liên Tú mang theo một luồng kiếm quang không ngừng bay tới bay lui trên bầu trời. Kiếm hiểu ý người. Diệp Huyên không hề có suy nghĩ gì vẫn có thể tác động tới kiếm Liên Tú của hắn. Kiếm tu. Trên tường thành, khi mọi người nhìn về phía kiếm Liên Tú đều cảm thấy hưng phấn vô cùng. Đây là kiếm tu của Khương Quốc. Trong ánh mắt Khương Cửu cũng lóe lên một tia sáng khác thường. Đúng lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên mở lòng bàn tay ra.
Kiếm Liên Tú ở trung không trung lao xuống thẳng tắp, tốc độ nhanh như một tia chớp, sau đó vững vàng đặt vào trong lòng bàn tay Diệp Huyên. Diệp Huyên cầm Kiếm Liên Tú trong tay, đột nhiên quét mắt nhìn xung quanh, gầm lên, ai dám đánh một trận? Ai dám đánh một trận? Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, không có bất kỳ động tĩnh gì. Diệp Huyên cầm kiếm chỉ vào bóng đêm, gần giọng, khiêu chiến, ông đây muốn giết người. Những người trên tường thành. Dưới tường thành không có bất kỳ động tĩnh gì cả. Bàn tay Diệp Huyên đột nhiên thả ra, Kiếm Liên Tú hóa thành một luồng kiếm quang cắm thẳng xuống đất, sau đó hắn đi về phía trước vài chục bước, giang hai tay ra, đến đây, ta không dùng kiếm, xin các ngươi đó, đánh ta đi. Hắn vừa dứt lời, một người con trai đi ra khỏi bóng đêm. Người này chừng 20 tuổi, trên người mặc một chiếc áo trắng, bên trên có những họa tiết màu mực, gương mặt tuấn tú. Người thanh niên này đi tới trước mặt Diệp Huyên, hắn ta quan sát Diệp Huyên, sau đó nói, bảng võ Thanh Châu. Diệp Huyên đột nhiên biến mất khỏi chỗ đó. Đồng tử thanh niên này co lại, hắn ta chạy nhanh về phía trước, sau đó đánh ra một trường mang tỏa ra ánh sáng chói mắt từ trong lòng bàn tay bắn ra ngoài. Lúc này, cú đấm của Diệp Huyên đánh tới. Một quyền cương mãnh tới cực hạn. Ầm. Trường và quyền vừa mới chạm vào nhau thì thanh niên đó và Diệp Huyên đồng thời lùi ra sau, nhưng ngay sau đó, cả hai đồng thời ngừng lại. Thanh niên kia nhìn Diệp Huyên, sau đó thân thể của hắn ta trở nên hư ảo, một tàn ảnh lóe lên, lao thẳng tới phía Diệp Huyên. Ở nơi xa, tay phải Diệp Huyên chậm rãi nắm lại thành nắm đấm. Răng rắc. Mặt đất dưới chân hắn lập tức tan vỡ, cùng lúc đó, ống tay áo cánh tay phải của hắn lập tức vỡ vụn, Diệp Huyên giơ cánh tay phải lên, gân xanh gồ cao, vô cùng đáng sợ. Im lặng trong chớp mắt, Diệp Huyên đột nhiên tung ra một cú đấm. Cú đấm này đánh ra ngoài, lực đấm ngập trời và chiến ý tựa như núi lửa, từ trong nắm đấm của hắn bộc phát ra phía bên ngoài. Một quyền đánh vỡ đầu ngươi. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, ngay sau đó người thanh niên kia nhanh chóng lùi về phía sau vài chục trượng. Hắn ta vừa dừng lại thì mặt đất dưới chân lập tức vỡ vụn, sau đó nhanh chóng lan ra bốn phía, phạm vi mấy trượng xung quanh đó lập tức rạn nứt như mạng nhện. Người thanh niên đó lau máu tươi ở khóe miệng, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Huyên ở gần đó, quả nhiên là kiếm võ song tu, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên biến mất khỏi chỗ đó, đồng tử người thanh niên đó co lại, hắn ta lóe lên lùi ra sau. Hắn ta vừa mới tránh né thì mặt đất chỗ hắn ta vừa đứng lập tức nổ tung, tạo thành một hố sâu. Hắn ta còn chưa dừng lại thì Diệp Huyên đã bất ngờ xuất hiện ở trước mặt, ngay sau đó Diệp Huyên giơ chân phải lên, đá ngang về phía người thanh niên này. Cú quét chân này tạo thành gió mạnh, chém rách quần áo trên người tên thanh niên kia. Sắc mặt tên thanh niên kia thay đổi, bởi vì hắn ta đã đánh mất tiên cơ nên không thể tụ thế được, chỉ còn cách giơ cánh tay phải lên ngăn cản. Ầm. Cách đó vài chục trượng, người thanh niên kia đập xuống đất, hắn ta vừa rơi xuống đất thì Diệp Huyên đã bất ngờ xông nhanh về phía trước, hành động của hắn như báo săn vồ mồi, tốc độ cực nhanh. Khi Diệp Huyên còn cách thanh niên kia nửa trượng, hắn đột nhiên dừng lại, quay người đấm tới một cú. Chương 298, đại tỷ, tỉnh đi, sắp đánh nhau rồi. Ầm. Một mũi tên bạc ầm ầm vỡ nát ngay trước mặt Diệp Huyên, bản thân hắn lùi về sau mấy trượng, không chỉ như vậy, toàn bộ nắm đấm của hắn đã rạn nứt. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía xa, bên trong bóng đêm, có một người đang cầm cung tên nhắm vào hắn. Ở sau lưng Diệp Huyên, tên thanh niên kia đã lùi ra sau vài chục trượng, kéo dài khoảng cách với hắn. Thanh niên kia nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, trong mắt tỏ rõ vẻ kiêng kỵ. Đúng lúc này, tay phải Diệp Huyên bất ngờ duỗi ra, kiếm liên tú ở trên mặt đất bay ra ngoài, sau đó rơi vào trong tay hắn. Khi thấy cảnh này, sắc mặt tên thanh niên sau lưng Diệp Huyên lập tức thay đổi, đang định lùi về sau thì đúng lúc này, Diệp Huyên đã đi tới trước mặt hắn. Nhất kiếm định sinh tử. Khi nhìn thấy một kiếm này, trong mắt thanh niên kia tỏ rõ vẻ tuyệt vọng, nhưng hắn ta vẫn còn dục vọng sinh tồn. Trong thời khắc mấu chốt, huyền khí trong cơ thể hắn ta điên cuồng phun trào ra ngoài, tay phải hắn ta tung một trường ra trước mặt. Võ kỹ bậc địa. Một trường này vừa mới xuất hiện đã khiến mặt đất nơi đó bắt đầu nứt vỡ. Có thể nói thì cường giả thần hợp cảnh bình thường khó lòng đỡ được một trường này, nhưng kiếm của Diệp Huyên lao tới. Phụt. Kiếm liên tú xuyên thẳng qua toàn bộ cánh tay phải của người thanh niên này, khi hắn ta định lùi lại theo bản năng thì đúng lúc này, Diệp Huyên cầm kiếm chém ngang sang. Phụt.
Đầu thanh niên đó lập tức bay ra ngoài, máu tươi phun lên, cảnh tượng đẫm máu vô cùng. Khi cái đầu rơi xuống đất, Diệp Huyên đột nhiên xoay người lại, hai mắt mở ra. Vù vù. Hai sợi kiếm quang bắn ra với tốc độ nhanh như điện, một mũi tên màu bạc ở trước mặt hắn lập tức bị kiếm quang phá hủy. Tay phải Diệp Huyên ngoắc một cái, chiếc nhẫn chứa đồ trên thi thể thanh niên ở trước mặt hắn lập tức bay vào trong lòng bàn tay. Có ba món linh khí cực phẩm, một trăm mấy chục nghìn linh thạch cực phẩm, kim tệ thì lên tới hơn 7 triệu. Kiếm được một khoản kha khá. Diệp Huyên cất nhẫn chứa đồ đi, quay người lại nhìn về phía đó không xa. Hắn có thể cảm nhận được có một kẻ đang ẩn mình trong bóng đêm, cầm cung tên nhắm vào hắn. À, phải nói trong bóng tối không chỉ có một người. Chắc chắn thế giới ngầm và học viện Thương Mộc sẽ không từ bỏ ý đồ, bởi vì nếu như mấy người Lăng Hàn đạt tới thần hợp cảnh, vậy bọn chúng sẽ rơi vào tình cảnh bất lợi vô cùng. Diệp Huyên hiểu rất rõ điểm này, bởi vậy hắn biết không lâu nữa thế giới ngầm và học viện Thương Mộc, thậm chí là cả đế quốc Đại Vân sẽ ra tay. Còn hắn thì không có bất kỳ lựa chọn gì cả, chỉ có thể đối cứng. Diệp Huyên cất nhẫn chứa đồ đi, tiến tới bên cạnh Lục Bán Trang, lúc này Lục Bán Trang đang ngủ, ngủ thật chứ không phải đang giả vờ. Đây cũng chính là nguyên nhân Diệp Huyên giữ im lặng. Gan nàng ta không phải to dạng vừa đâu. Diệp Huyên dừng lại khiến không gian xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió lạnh rít gào. Hơi thở trên người đám Lăng Hàn càng ngày càng mạnh. Mấy người Lăng Hàn đều là cường giả thông u cảnh đỉnh cao, thiên phú và nền tảng đều không có bất cứ vấn đề gì cả. Sau khi có được đan thần hợp, bọn họ đột phá thần hợp cảnh chắc chắn không có vấn đề gì. Đương nhiên vấn đề lớn nhất là liệu họ có còn sống tới khi đột phá thần hợp cảnh hay không. Diệp Huyên nhìn mấy người Lăng Hàn, tay phải từ từ siết chặt kiếm liên tú ở trong lòng bàn tay. Nếu như mọi người không thể chịu được, phải chết, vậy Diệp Huyên hắn sẽ là người chết đầu tiên. Thời gian từng chút trôi qua, đã sắp tới bình minh rồi. Trước khi bình minh là lúc tối đen nhất. Hiện giờ ở ngoài thành, đưa tay ra không nhìn thấy năm ngón. Diệp Huyên và Lục Bán Trang đứng trước mặt mấy người Lăng Hàn, trên gương mặt không chút cảm xúc. Đột nhiên có động tĩnh xuất hiện ở trong bóng đêm. Tay phải Diệp Huyên kéo nhẹ góc áo của Lục Bán Trang, đại tỷ, tỉnh đi, sắp đánh nhau rồi. Lục Bán Trang chặn tay Diệp Huyên lại. Lầm bẩm, cho tiếp 10 cái bánh nướng đi. Mặt Diệp Huyên đen lại, mẹ nó, nàng ta đang nói nhảm cái gì vậy? Khi thấy có thứ gì đó đang từ từ tiến tới gần, Diệp Huyên vội vàng kéo ống tay áo của Lục Bán Trang, khách quan, bánh nướng của ngươi tới rồi đây. Đôi mắt Lục Bán Trang đột nhiên mở ra. Diệp Huyên. Chương 299, nơi kiếm liên tú xuất hiện, chắc chắn có người chết. Lục Bán Trang nhìn về phía Diệp Huyên, bánh nướng đâu rồi? Diệp Huyên. Lúc này, Lục Bán Trang đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa, sau đó nàng ta bất ngờ nhảy lên cao, sau đó tung một chưởng đánh xuống mặt đất. Ầm. Toàn bộ mặt đất chấn động kịch liệt, có thứ gì đó ở trong bóng tối bị đánh bay. Đúng lúc này, Lục Bán Trang đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó hai tay nàng ta giao nhau, ngăn chặn ở phía trước. Ầm. Một tiếng trầm đục vang lên, Lục Bán Trang nhanh chóng lùi lại 4-5 trượng, nàng ta vừa dừng lại, mặt đất dưới chân lập tức sụp đổ. Lục Bán Trang quay đầu nhìn Diệp Huyên, trung thổ thần châu, cẩn thận đó. Nói xong, nàng ta đột nhiên lao nhanh về phía trước. Ầm. Trong bóng đêm, tiếng vỡ vụn vang lên, ngay sau đó, Lục Bán Trang trở lại vị trí cũ. Đúng lúc này, Diệp Huyên nhíu chặt lông mày. Bởi vì hắn đã cảm nhận được mấy chục tàn ảnh ở xung quanh đang lao thẳng tới chỗ mấy người Lăng Hàn. Đều là sát thủ hàng đầu. Chân phải Diệp Huyên đạp xuống đất, vô số đại địa chi lực lập tức hội tụ quanh người hắn. Ngay sau đó, kiếm liên tú trong tay hắn đột nhiên bay ra ngoài. Cách đó mấy trượng. Phụt. Đầu một tên sát thủ lập tức bị kiếm xuyên qua, máu tươi bắn tung tóe. Khương Cửu đứng trên tường thành đột nhiên nói, ra tay. Nàng ấy vừa dứt lời, gần 100 binh sĩ cầm trường thương và trường thuẫn trên tay đột ngột xông vọt ra ngoài thành. 100 người này nhanh chóng bao quanh mấy người Dạ Ly, bọn họ không hề chủ động ra tay mà chỉ vây xung quanh mấy người Lăng Hàn, dùng khiên tạo thành một trận địa sắt. Nếu như là đơn đấu thì bọn họ nhất định không phải là đối thủ của đám sát thủ này, nhưng nếu như giao đấu thì bọn họ không hề sợ đám sát thủ này. Binh sĩ và sát thủ có sự khác biệt rất lớn. Lại có thêm Diệp Huyên kiềm chế,
Những binh sĩ này càng không cần phải sợ hãi đám sát thủ này, bởi vì kiếm của Diệp Huyên có thể giết chết đối phương chỉ trong nháy mắt. Nơi kiếm Liên Tú xuất hiện, chắc chắn có người chết. Cho dù là cường giả thần hợp cảnh cũng không thể đỡ nổi kiếm của Diệp Huyên, nó mang theo hai loại kiếm ý cộng với đại địa chi lực, quan trọng hơn là kiếm trong tay hắn đã đạt tới cấp bậc chân kiếm. Cho dù là linh khí bậc minh đi chăng nữa thì kiếm Liên Tú cũng có thể dễ dàng chém đứt, huống chi phần lớn đám sát thủ này đều chỉ mang theo linh khí cực phẩm. Hai bên vừa mới chiến đấu đã có 5-6 tên sát thủ ngã xuống. Đúng lúc này, một tàn ảnh đột nhiên tiến tới trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên bất ngờ quay đầu lại, chém xuống một kiếm. Ầm! Một tiếng nổ vang lên, Diệp Huyên liên tục lùi ra sau 10 trượng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, một người đàn ông trung niên chậm rãi đi về phía hắn. Không phải là người trẻ tuổi. Chuyện này không phải điểm quan trọng chính là đối thủ của hắn là thần hợp cảnh chứ không phải vạn pháp cảnh. Người trước mặt tuyệt đối không phải cường giả thần hợp cảnh bình thường. Thực lực của những người đã dừng ở thần hợp cảnh vô số năm như đối phương chắc chắn sẽ vô cùng đáng sợ. Người đàn ông trung niên kia nhìn Diệp Huyên, không nói nhảm bất cứ lời nào, thân thể run lên, lao thẳng về phía Diệp Huyên. Những nơi gã đi qua, mặt đất bắt đầu rạn nứt, cùng lúc đó, tiếng không khí nổ không ngừng vang lên. Thân thể xé rách không khí. Tay phải Diệp Huyên nắm chặt kiếm Liên Tú trong tay, im lặng trong nháy mắt, sau đó hắn đột nhiên biến mất khỏi vị trí. Nhất kiếm định sinh tử. Hiện giờ hắn không thể bị kéo chân được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không những binh sĩ kia sẽ gặp nguy hiểm. Trước mặt Diệp Huyên, trong quá trình lao tới, hai tay người đàn ông trung niên kia đột nhiên nắm chặt lại. Từ trong thân thể gã, lực đấm đáng sợ điên cuồng phóng ra ngoài tựa như đê vỡ, cùng lúc đó, quần áo toàn thân gã đột nhiên phồng lên, hai nắm đấm tỏa ra quyền mang chói mắt, tựa như mặt trời vậy. Quyền ra, kiếm đến. Ầm! Một tiếng nổ rung trời vang lên, Diệp Huyên và người đàn ông trung niên kia vừa chạm vào đã tách nhau ra, Diệp Huyên mau chóng lùi lại, người đàn ông trung niên ở trước mặt hắn cũng điên cuồng lùi ra sau. Mỗi một bước chân của hai người đều khiến mặt đất nổ tung, khiến cả khu vực xung quanh trở nên hỗn loạn vô cùng. Rất nhanh sau đó, hai người dừng lại, vừa mới dừng lại thì Diệp Huyên đã xông tới. Đây chính là lợi ích khi có thân thể mạnh mẽ, đó chính là sức chịu đựng rất đáng sợ. Khi thấy Diệp Huyên xông tới, sắc mặt người đàn ông trung niên kia lập tức thay đổi. Bởi vì đến tận bây giờ gã vẫn chưa thể hóa giải được lực xung kích khi nãy, nội tạng cơ thể vẫn đang không ngừng chấn động, dường như bị xé rách vậy, nhưng Diệp Huyên lại không hề có vấn đề gì. Người đàn ông trung niên đó không kịp suy nghĩ nhiều, chân phải đột ngột đạp xuống đất, thân thể như một mũi tên, bắn ra ngoài, mượn sức xông tới, tay phải gã nắm chặt lại. Từ trong cú đấm của gã, lực đấm mạnh mẽ phóng ra. Bởi vì lực lượng quá mức mạnh mẽ, cộng thêm lực xung kích trước đó, vậy nên khi gã mới hội tụ lực lượng thì toàn bộ cánh tay phải của hắn nứt ra. Vào lúc này, người đàn ông trung niên kia không thể lo nghĩ nhiều như vậy được, bởi vì nếu như gã không đỡ được nhát kiếm này, sợ rằng gã sẽ chết. Hai người lại liều mạng với nhau, không ai chịu nhường bước. Yên lặng chỉ trong nháy mắt. Ầm! Một bóng người đột nhiên bay ra ngoài, đó chính là người đàn ông trung niên kia. Diệp Huyên đang định thừa thắng xông lên thì đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu sang bên phải. Ở cách đó không xa, hơn chục tên binh sĩ Khương Quốc đã ngã xuống. Khi thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên dữ tợn, thân hình hắn run lên, tiến về phía đó, một thanh kiếm bay thẳng đến theo. Phụt! Cách đó vài chục trượng, đầu một tên sát thủ đột nhiên bay ra ngoài. Giết trong nháy mắt! Chính là giết trong nháy mắt! Khi thấy Diệp Huyên đánh tới, đám đạo binh thế giới ngầm đều cảm thấy kinh hoàng, bởi vì Diệp Huyên có thể tìm được vị trí chuẩn xác mà chúng đang ẩn nấp. Nếu như sát thủ không còn tính thần bí nữa thì thực lực sẽ suy giảm rất nhiều. Người đàn ông trung niên trước đó chiến đấu với Diệp Huyên cách xa đó nhìn Diệp Huyên thật kỹ, sau đó quay người rời đi. Chương 300, ông đây muốn giết người. Không thể đánh được. Vốn gã cảm thấy mình có cơ hội giết chết Diệp Huyên, sau đó nhận được một khoản thù lao kếch xù. Bởi vì gã còn cách vạn pháp cảnh rất gần mà thôi. Nhưng giờ gã mới nhận ra rằng cho dù đạp nửa chân vào vạn pháp cảnh đi chăng nữa thì chưa chắc đã đánh thắng được Diệp Huyên. Cho dù cái đầu của Diệp Huyên rất đáng tiền nhưng đầu của gã có giá trị hơn nhiều. Người đàn ông trung niên kia quả quyết rời khỏi. Ít nhất hiện giờ vẫn còn chưa muộn. Ở trên tường thành phía xa xa,
Khương Cửu nhìn về phía chân trời, lẩm bẩm, sắp rồi. Cố gắng vượt qua nào. Trời đã sắp sáng rồi. Chỉ cần tới Hừng Đông, thì đám sát thủ kia không dám vây công không chút kiêng dè gì như vậy nữa. Chết đi. Đúng lúc này, bên dưới này đột nhiên phát ra tiếng gầm giận dữ của Diệp Huyên, theo tiếng gầm đó là một tia kiếm khí sáng như tuyết tựa như một tia chớp hiện lên. Phụt. Một tên sát thủ áo đen lập tức bị chém chết. Chỉ là đám binh sĩ Khương Quốc kia đã sắp không ngăn cản nổi rồi. Lúc này Khương Cửu đứng trên tường thành đột nhiên nhảy xuống. Khi thấy cảnh này, sắc mặt những binh sĩ trên tường thành lập tức thay đổi, ngay sau đó, đám binh sĩ đã vội vàng xông ra khỏi thành. Khương Cửu quay người lại gầm lên, lui ra. Đội binh sĩ này chỉ là binh sĩ bình thường, không phải là đối thủ của đám sát thủ kia, có thể nói bọn họ đi ra chỉ là đi chịu chết mà thôi. Nếu như hai bên giao chiến trực diện thì những binh sĩ này dùng ưu thế số lượng có thể chiến đấu được với đối phương, nhưng hiện giờ đang trong đêm tối, bọn họ đi ra thì sớm muộn gì cũng bị giết sạch. Mà đám binh sĩ kia cũng không hề dừng lại mà vội vã tiến tới trước mặt Khương Cửu. Khương Cửu nhìn mọi người, giận dữ quát mau trở lại thành. Vô số binh sĩ đột nhiên cùng nhau quỳ một chân xuống, chúng ta nguyện cùng chung sống chết với Nguyên Soái và Diệp Quốc Sĩ. Khương Cửu nhìn những binh sĩ đang quỳ trước mặt mình, hai mắt nàng ấy từ từ nhắm lại. Đúng lúc này, Diệp Huyên ở gần đó đột nhiên lên tiếng, tiểu Cửu, mau dẫn bọn họ vào trong thành, nhanh lên. Khương Cửu quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên ở cách đó không xa, lúc này Diệp Huyên và Lục Bán Trang đã bị bao vây, còn những binh sĩ tinh nhuệ đang bảo vệ mấy người Lăng Hàn cũng sắp đến lúc không chống đỡ nổi nữa. Dù sao đối thủ của bọn họ không phải là binh sĩ mà là những sát thủ tinh nhuệ tới từ Trung Thổ Thần Châu. Nếu như không phải là có Diệp Huyên và Lục Bán Trang khắc chế đối phương mọi lúc thì số binh sĩ này sớm đã bị tiêu diệt rồi. Trong số những kẻ đang vây công Diệp Huyên và Lục Bán Trang có sát thủ, cũng có kẻ không phải sát thủ, hơn nữa còn có thêm người gia nhập vào trong. Khương Cửu siết chặt hai tay, nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên lại giận dữ gầm lên, dẫn bọn họ vào trong thành. Trong đêm tối, những binh sĩ bình thường này không thể tạo thành uy hiếp gì với đám sát thủ đó cả, xông lên cũng chỉ là phí công chịu chết mà thôi. Ở phía xa, Khương Cửu nhìn Diệp Huyên, sau đó quay người đi vào trong thành, gầm lớn, đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của Khương Cửu, binh sĩ Khương Quốc quay trở về trên tường thành. Khương Cửu đứng trên tường thành, chăm chú nhìn về phía Diệp Huyên ở bên dưới. Trên tường thành, những binh sĩ kia cũng đang nhìn về phía Diệp Huyên và Lục Bán Trang. Không có ai sợ chết, nhưng sự thật là bọn họ không giúp được gì. Chẳng có cách nào. Thật sự chẳng có cách nào. Đặc biệt là Khương Cửu, thực lực của nàng ấy hoàn toàn có thể giúp đỡ nhưng nàng ấy không thể đi được. Nàng ấy là thống soái ba quân, mỗi một hành động lời nói của nàng ấy đều ảnh hưởng tới tất cả binh sĩ của lưỡng giới thành. Một khi nàng ấy xảy ra chuyện gì, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa nàng ấy cũng khó lòng giúp được quá nhiều. Đúng lúc này, một tàn ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, Diệp Huyên dựa theo bản năng chém một kiếm xuống. Thân thể Diệp Huyên cầm kiếm lùi ra sau 10 trượng. Khi thấy cảnh này, sắc mặt mọi người ở trên tường thành lập tức trở nên nghiêm nghị. Diệp Huyên nhìn một tên thanh niên đứng cách đó không xa, người này chừng 20 tuổi, mặc áo gấm màu đen. Hai mắt sáng ngời, lông mày như kiếm, trên tay cầm một thanh trường thương, thân thương đen nhánh, nhưng mũi thương sáng như tuyết, tỏa ra thương mang lạnh lùng và hơi thở lạnh lẽo. Khi thấy người này, sắc mặt Khương Cửu đang đứng trên tường thành lập tức thay đổi, đứng đầu bảng võ, Hàn Thương Lý Mộc Lâm. Đứng đầu bảng võ. Nghe vậy, sắc mặt mọi người ở trên tường thành đều thay đổi. Bảng võ. Đây là bảng xếp hạng chất lượng cao nhất ở Thanh Châu. Đứng đầu bảng võ thì sẽ mạnh tới mức nào cơ chứ? Bọn chúng mời được cả người đứng đầu bảng võ tới. Sắc mặt Khương Cửu đang đứng trên tường thành trở nên vô cùng khó coi. Lý Mộc Lâm nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, để ta đối phó với người này, các ngươi đi đối phó với đám người sắp đột phá kia đi. Lý Mộc Lâm vừa dứt lời, 20 người áo đen tay cầm đoạn đao đột nhiên xuất hiện, những người áo đen này lao thẳng về phía mấy người Lăng Hàn. Hơn nữa hiện giờ xung quanh đám người áo đen này còn một số sát thủ thế giới ngầm không thể nhìn thấy người đâu. Diệp Huyên không hề để ý tới Lý Mộc Lâm mà xông thẳng tới phía đám người áo đen kia. Lý Mộc Lâm lạnh lùng lên tiếng, muốn đi hả? Mơ mộng hão huyền. Vừa dứt lời, hắn ta đã biến mất khỏi chỗ đó,
Một luồng thương ý mạnh mẽ lập tức lan tỏa ra xung quanh. Nhưng Diệp Huyên vẫn không hề dừng lại. Khi Lý Mộc Lâm còn cách sau lưng Diệp Huyên hơn một trượng thì có một cô gái áo xanh xuất hiện ở sau lưng Diệp Huyên, ngay sau đó thì... Lý Mộc Lâm lập tức quay trở về vị trí cũ. Cô gái áo xanh nhìn Lý Mộc Lâm, nhếch miệng cười một tiếng, ngươi là người đứng đầu bảng võ Thanh Châu hả? Không ổn đâu, trình độ hơi kém. Nói xong, nàng ta tự chỉ vào mình, xin tự giới thiệu về bản thân, trung thổ thần châu bảng yêu nghiệt. Chương 301, thế các người nể mặt ta đi. Bảng yêu nghiệt. Người đến chính là bạn của Lục Bán Trang. Thật ra cô gái áo xanh này đã chạy đến lưỡng giới thành này từ lâu, nhưng nàng ta không xuất hiện, đương nhiên đây là ý của Diệp Huyên. Đánh đến mức học viện thương mộc và thế giới ngầm không kịp trở tay. Lý Mộc Lâm lạnh lùng nhìn cô gái áo xanh, một giây sau, hắn ta đột nhiên biến mất. Cô gái hơi cong môi, búng ngón tay về phía trước. Vừa khéo chỉ vào mũi một cây thương. Ong! Trường thương run lên dữ dội, sau đó, Lý Mộc Lâm và cây thương đều bị bay xa mười mấy trượng. Lý Mộc Lâm nhìn thoáng qua trường thương rung lên dữ dội trong tay, lúc này, trong mắt hắn ta lộ vẻ nghiêm túc. Đang muốn ra tay thì lúc này, một ông lão áo trắng xuống hiện cách chỗ cô gái áo xanh không xa, người nọ chính là tôn giả hộ viện của Tổng viện Học viện Thương Mộc ở Trung Thổ Thần Châu. Ông lão áo trắng nhìn cô gái áo xanh, các hạ có thể nể mặt học viện thương mộc ta không? Sau này học viện ta nhất định sẽ cảm tạ hậu hĩnh. Cô gái áo xanh nhìn ông lão áo trắng, cười hỏi, thế các người nể mặt ta đi. Ông lão hít mắt lại, vậy là các hạ không chịu. Cô gái cong môi, sao hả, muốn uy hiếp ta ư? Nói xong, nàng ta chỉ vào ông lão áo trắng, có bản lĩnh thì đến đây đánh ta đi. Nghe vậy, ông lão áo trắng siết chặt tay phải. Đương nhiên ông ta muốn ra tay, nhưng vừa nghĩ đến việc cô gái áo xanh là người trên bảng yêu nghiệt, ông ta không dám ra tay. Bảng yêu nghiệt, muốn lên cái bảng này là một việc cực kỳ khó, người bình thường không thể nào đi lên được. Chỉ cần là người có thể lên đó, trên cơ bản phía sau đều có thế lực lớn chỗ dựa lớn, nhưng ít nhất hơn 90% sau lưng chắc chắn đều có thế lực to lớn. Mà quy tắc của Trung Thổ Thần Châu là nếu thế hệ trẻ tuổi có tranh chấp, trưởng bối không được ra tay. Ít nhất là không thể ra tay một cách lộ liễu. Nếu không sẽ là phá hỏng quy tắc. Mà nếu ông ta ra tay, rất có thể sẽ lôi kéo thù hận cho học viện thương mộc, còn là một kẻ thù vô cùng mạnh mẽ nói. Sắc mặt ông lão áo trắng cực kỳ khó coi, ông ta thật không ngờ Diệp Huyên lại quen biết với nhiều thiên tài của Trung Thổ Thần Châu như thế, hơn nữa những người này còn sẵn lòng đồn sinh cộng tử với Diệp Huyên. Đây là điều học viện thương mộc và thế giới ngầm đều không ngờ đến. Lúc này, ông lão áo trắng đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa, trên mặt đất trước mặt Diệp Huyên có hai mươi mấy thi thể mặc đồ đen. Máu tươi vung vãi khắp nơi. Không ai có thể đỡ được kiếm của hắn. Trước đó vốn dĩ muốn bảo Lý Mộc Lâm ngăn cản Diệp Huyên, nhưng bây giờ xem ra kế hoạch này đã thất bại rồi. Ông lão áo trắng nhìn thoáng qua chân trời xa xa, còn nhiều nhất nửa khắc nữa là trời sẽ sáng. Liều thôi. Ông lão áo trắng quay đầu nhìn sang bên phải, ra tay. Yên tĩnh một lúc, một thanh trường đao đột nhiên phá không đến trong đêm tối, nhắm thẳng vào Diệp Huyên. Cô gái áo xanh nhìn thoáng qua trường đao, không có ý muốn ra tay, cũng không thể ra tay, vì Lý Mộc Lâm ở bên cạnh đang nhìn chằm chằm nàng ta. Bên kia, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, sau đó, hắn đâm một chiêu kiếm sang bên phải. Trường đao dừng lại, nhưng khí thế trong đao vẫn không biến mất, không chỉ có thế, kiếm liên tú trong tay Diệp Huyên còn không ngừng rung lên. Diệp Huyên nhẹ nhàng xoay tay phải, kiếm ý và chiến ý lập tức tràn vào trong kiếm liên tú, một giây sau, con đao bay ngược trở về, nhưng ngay sau đó, một bàn tay chợt nắm lấy thanh đao, đại đao lập tức bổ xuống từ trên đầu Diệp Huyên. Diệp Huyên giơ kiếm đấm một nhát này đâm thẳng lên trên đại đao. Diệp Huyên và thanh kiếm đều lùi xa mười mấy trượng. Diệp Huyên vừa dừng lại, thanh đao kia lại chém xuống đầu hắn một lần nữa, mang theo khí thế khai sơn liệt địa. Diệp Huyên lùi về sau một bước, một giây sau, mặt đất dưới chân hắn nứt toác, còn hắn thì cầm kiếm di chuyển nhanh về phía trước. Kiếm vung lên. Một đao một kiếm lại chạm vào nhau lần nữa. Mặt đất mấy chục trượng xung quanh Diệp Huyên lập tức nứt ra, bản thân hắn cũng lùi về sau mấy chục trượng một lần nữa. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa trước mặt hắn có một người đàn ông tóc dài đang xách đại đao chạy tới.
Người đàn ông có mái tóc dài đến tận eo, trên hai tay quấn rất nhiều xích sắt màu đen, gã nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ánh mắt lạnh lùng không có chút cảm xúc. Mà bên kia đã có người bắt đầu tấn công đám người Lăng Hàn. Nhìn thấy cảnh này, ông lão áo trắng cách đó không xa từ từ siết chặt tay phải, còn sẽ có rủi ro không đây? Trong đầu ông ta vừa xuất hiện suy nghĩ này thì có một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt đám người Lăng Hàn. Người đàn ông này giống Lăng Hàn 6-7 phần, nhìn những sát thủ xông tới kia, hắn ta hơi nâng hai tay, ngay sau đó, hai tay hắn ta lập tức cháy lên. Sau đó, người đàn ông vỗ xuống đất một cái. Ầm! Mặt đất lập tức nứt toác, cùng lúc đó, sóng lửa cuồn cuộn cháy lên, hai người áo đen dẫn đầu lập tức bị nó nuốt chửng, những người còn lại cũng liên tục lùi về sau. Người đàn ông đứng dậy, hắn ta nhìn Lăng Hàn ở sau lưng, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, lúc này, người đàn ông cầm đại đao đã xông tới trước mặt Diệp Huyên. Lại một đao. Đao pháp của người đàn ông tóc dài rất đơn giản, không có chút hoa mỹ nào, nhưng mỗi một đao đều vô cùng bá đáo, có khí thế quét sạch nghìn quân. Diệp Huyên không lùi mà còn tiến tới, hắn bước một bước về phía trước, đâm ra một kiếm. Nhất kiếm định sinh tử. Chiêu kiếm này cũng không hoa mỹ giống hệt như đại đạo của người đàn ông tóc dài, nhưng sau khi chiêu kiếm này của hắn xuất hiện, cô gái áo xanh và người đàn ông trước mặt Lăng Hàn ở cách đó không xa đều híp mắt lại, trong mắt lộ vẻ nghiêm túc. Chương 302, nói đi, muốn tư thế gì? Một kiếm. Một đao. Hai người lại tiếp xúc theo cách bạo lực một lần nữa. Ầm. Diệp Huyên lùi 10 trượng. Người đàn ông tóc dài ở xa xa cũng thế, nhưng gã vừa mới dừng lại, đại đao trong tay gã đã lập tức nứt ra, biến thành một đống bột phấn rơi đầy đất, còn cánh tay gã thì bị nứt thành hình mạng nhện, máu tươi bắn ra. Người đàn ông tóc dài ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, chậm rãi nắm chặt tay phải, đang muốn ra tay một lần nữa, đúng lúc này, mấy sát thủ xung quanh đột nhiên lùi lại như thủy triều. Trời đã sáng. Thấy cảnh này, vẻ mặt mấy người Khương Cửu trên tường thành lập tức thả lỏng. Trời sáng, sức chiến đấu của những sát thủ kia sẽ yếu đi rất nhiều, mà lúc này, những binh sĩ tinh anh đã có thể chống lại rồi. Đương nhiên nhất định phải lấy nhiều đánh ít. Mà nếu là buổi tối thì hoàn toàn không đánh được, chỉ có thể bị giết thôi. Trời ngày càng sáng, chẳng mấy chốc, mọi thứ xung quanh đều trở nên rõ ràng. Đối diện mấy người Diệp Huyên chỉ còn 4 người. Ông lão áo trắng, người đàn ông tóc dài, Lý Lâm Mộc và một người đàn ông trung niên mặc áo đen, trước đó gã ta vẫn luôn giữ chân lục bán trang. Ông lão áo trắng lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, muốn chơi. Học viện thương mục ta chơi với ngươi, xem ai không chơi nổi trước. Nói xong, 4 người bỏ đi. Diệp Huyên cúi đầu nhìn cánh tay phải của mình, lúc này, cánh tay phải của hắn đã mất đi cảm giác, khi nãy giao chiến mấy lần với người đàn ông tóc dài cũng không đơn giản. Thật ra việc này cũng là bình thường, chắc chắn học viện thương mục biết rõ thực lực của hắn bây giờ, người đối phương tìm đến sao có thể bình thường được. Người đến, sẽ ngày càng mạnh hơn. Lần này, học viện thương mục và thế giới ngầm định liều mạng với hắn rồi. Cô gái áo xanh ở phía xa đột nhiên đi tới trước mặt Lục Bán Trang, sau đó, trong ánh mắt của vô số người, nàng ta đột nhiên ôm lấy Lục Bán Trang, sau đó hôn mạnh một cái lên miệng Lục Bán Trang. Không phải hôn lên mặt, mà là miệng. Thấy cảnh này, mấy người Diệp Huyên ngơ ngác. Cô gái áo xanh buông Lục Bán Trang ra, cười hì hì, Lục bảo bối, có nhớ ta không? Lục Bán Trang nhìn cô gái áo xanh, nam nhân nhiều như vậy cứ đi thích nữ nhân, đầu óc có vấn đề. Diệp Huyên. Cô gái áo xanh cười xấu xa, thật ra nữ nhân với nữ nhân cũng rất thú vị, hì hì. Diệp Huyên ở bên cạnh nghe mà lắc đầu. Người phụ nữ này, không phải mạnh mẽ bình thường đâu. Lúc này, cô gái áo xanh nhìn sang đám người Diệp Huyên, bạn mới của ngươi à? Lục Bán Trang gật đầu. Cô gái áo xanh quan sát Diệp Huyên, song tu kiếm võ, không đúng, còn tu luyện thân thể nữa, tam tu, tạm được, đáng tiếc chỉ là tông sư kiếm đạo, nếu là kiếm chủ, chắc có thể đến Trung Thổ Thần Châu xông pha một lần. Nghe vậy, sắc mặt Lục Bán Trang trở nên hơi nặng nề. Thật ra chỉ mỗi nàng ta biết xông pha một lần trong lời cô gái áo xanh có ý gì, và ý nghĩa của nó không hề bình thường chút nào. Lúc này, Khương Cửu dẫn theo một đám binh sĩ đi tới trước mặt mấy người Diệp Huyên, nhìn thi thể của binh lính Khương Quốc bên cạnh Diệp Huyên,
Mặt Khương Cửu không chút cảm xúc, những binh sĩ trước mắt đều là lính tinh nhuệ của Khương quốc, từng vào sinh ra tử vô số lần vì Khương quốc. Một lát sau, Khương Cửu nhẹ giọng nói, mang về an táng long trọng, phải trợ cấp đàng hoàng cho người nhà bọn họ sống cả đời mà không phải lo lắng gì. Binh sĩ sau lưng nàng ấy nhanh chóng mang những thi thể dưới đất đi. Khương Cửu nhìn về phía Diệp Huyên, trên người hắn có rất nhiều vết thương, cả trên mặt cũng có mấy lỗ thủng. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô phải cẩn thận, những sát thủ kia có thể sẽ nhằm vào cô. Khương Cửu nói, Phụ Hoàng đã phái 300 tử vệ đến, 300 người này đều là tinh nhuệ Khương quốc ta âm thầm bồi dưỡng, bọn họ sẽ ngày đêm phụ trách cho sự an toàn của ta. Diệp Huyên gật đầu, vậy thì tốt. Nói xong, hắn xoay người nhìn mấy người Lăng Hàn, lúc này, hơi thở của bọn họ ngày càng mạnh hơn, nhưng ít nhất cần 2 ngày nữa mới đột phá đến thần hợp cảnh. 2 ngày. Trong 2 ngày này, hắn và Lục Bán Trang không thể rời đi nửa bước. Như nhớ đến điều gì, hắn đột nhiên nhìn về phía người đàn ông giống Lăng Hàn kia, xưng hô thế nào. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, Lăng Diệu, biểu ca của Lăng Hàn. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, cảm ơn. Lăng Diệu lắc đầu, là ta phải cảm ơn ngươi mới đúng, nếu không có ngươi, e rằng đệ đệ vô dụng này của ta đã chết rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, sau đây, Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm có thể sẽ còn hành động khác. Nói xong, hắn chắp tay với cô gái áo xanh và Lăng Diệu cảm ơn hai người trước. Lăng Diệu gật đầu, đương nhiên hắn ta phải ở lại, lần này hắn ta đến đây là vì Lăng Hàn mà. Bên kia, cô gái áo xanh đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, một lần ta ra tay phải trả giá rất đắt đấy, ngươi bảo ta ở lại, muốn báo đáp ta thế nào đây? Nói xong, nàng ta quan sát Diệp Huyên, nở nụ cười xấu xa, trông ngươi cũng tuấn tú đấy, ha ha. Diệp Huyên suy nghĩ một lát, sau đó nghiêm túc hỏi, nói đi, muốn tư thế gì, ta nhất định sẽ phối hợp với cô. Cô gái áo xanh. Chương 303, Thống nhất Thanh Châu. Mặt ai dày hơn? Diệp Huyên hắn sợ ai? Chưa từng có đối thủ. Cách đó không xa, cô gái áo xanh cũng ngẩn người. Hiển nhiên nàng ta không ngờ Diệp Huyên sẽ trả lời như vậy. Sau giây lát, nàng ta bỗng nhiên bước đến trước mặt Diệp Huyên, ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cầm Diệp Huyên lên, nàng ta nở nụ cười quyến rũ tư thế gì cũng biết. Thật ư. Hiển nhiên là nàng ta không muốn chịu thua. Diệp Huyên nhìn sang Lục Bán Trang, nàng ta hờ hững nói các ngươi chơi đi, ta nhìn thôi. Diệp Huyên. Lúc này, cô gái áo xanh chớp mắt, nếu không thì chúng ta chơi chung. Diệp Huyên lắc đầu, cô gái này thật sự quá mạnh. Hắn không tiếp tục cãi nhau vớ vẩn với cô gái áo xanh nữa mà khoanh chân ngồi xuống, sau đó nuốt một viên đan kim sang. Chữa thương. Trận chiến ác liệt trước đó không chỉ khiến hắn kiệt sức, mà trên người còn bị thương khắp nơi, đặc biệt là cánh tay đến giờ vẫn còn hơi tê. Việc khẩn cấp cần làm bây giờ là chữa thương. Bởi vì hắn không biết Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm sẽ bắt đầu đợt tấn công tiếp theo vào lúc nào. Lục Bán Trang ở bên cạnh đột nhiên ngồi xuống đất, sau đó nàng ta dựa vào tảng đá rồi bắt đầu ngủ. Ngủ. Thật ra nàng ta không bị thương gì cả, vì lúc đánh nhau với người đàn ông trung niên trước đó, người đàn ông trung niên chỉ giữ chân nàng ta, do đó hai người không đấu một sống hai chết. Nàng ta cũng muốn làm thế, nhưng người đàn ông trung niên hoàn toàn không cho nàng ta cơ hội. Y chỉ liên tục né tránh, nhưng nếu nàng ta muốn đi, người đàn ông trung niên sẽ đuổi theo. Nàng ta không bị thương, chỉ mệt mỏi nên muốn ngủ một giấc. Cô gái áo xanh nhìn Lục Bán Trang rồi khẽ lắc đầu, nhẹ giọng bảo, đang yên đang lành không chịu làm đại tiểu thư nhà họ Lục, nhất quyết phải ra ngoài chịu khổ, có điều cũng tốt, ngươi bây giờ mạnh hơn trước đây rất nhiều đấy. Nói xong, nàng ta cũng ngồi xuống, sau đó dựa vào người Lục Bán Trang. Một bên khác, Lăng Diệu đang ngồi khoanh chân dưới đất, hai mắt khép hờ, nhập định để điều chỉnh hơi thở. Mà phía sau họ, hơi thở của đám người Lăng Hàn càng lúc càng mạnh. Trong thành. Sau khi Khương Cửu vào thành, nàng ấy lập tức trở lại lều trại của mình, ngay sau đó một ông lão lặng lẽ xuất hiện. Ông lão thi lễ với Khương Cửu, vốn dĩ Vinh Quốc và Sở Quốc muốn rút quân, nhưng không hiểu sao họ lại đột nhiên không rút nữa. Đội quân của hai nước đang đóng quân ở nơi cách biên giới Khương quốc chúng ta không xa, cũng không ra tay.
Khương Cửu nhắm mắt lại, đế quốc Đại Vân đã ra tay. Ông lão gật đầu, quốc chủ cũng suy đoán như thế, mặc dù đế quốc Đại Vân cách Khương quốc ta rất xa, nhưng nếu họ thật sự muốn ra tay với Khương quốc ta thì sợ là... Nói tới đây, ông ta nhìn Khương Cửu rồi không nói gì nữa. Khương Cửu ngồi trên ghế, trong mắt có chút ưu sầu. Đế quốc Đại Vân. Đế quốc lớn nhất vùng Thanh Châu. Nếu đế quốc Đại Vân thật sự ra tay với Khương quốc, số phận của Khương quốc. Ninh quốc. Trong một đại điện nào đó ở Hoàng Cung, Thác Bạt Ngạn mặc áo khoác lông rộng thùng thình ngồi dựa trên ngai vàng, trước mặt nàng ta là một chồng tấu chương. Lúc này, một bóng người đột nhiên bay vào trong đại điện, sau đó bay tới góc tối trong điện. Thác Bạt Ngạn liếc nhìn góc tối, sao rồi? Bóng người đáp, bẩm bệ hạ, Đường quốc đã thua trận, hiện tại Khương quốc đã giam giữ quốc chủ Đường Mộc và đại nguyên soái Bùi Khiếu Hổ của Đường quốc, có lẽ họ vẫn chưa thương lượng xong điều kiện. Nhưng có hai người họ trong tay, Đường quốc như miếng thịt của Khương quốc muốn ăn thế nào là tùy thích. Thác Bạt Ngạn lạnh nhạt bảo, nói trọng điểm. Bóng người hơi khom lưng, tiếp tục nói, thiếu niên tên Diệp Huyên đó đã ngăn cản được sự tấn công của Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm. Thác Bạt Ngạn hỏi, các ngươi đã ra tay. Bóng người lắc đầu, vẫn chưa vì bỗng nhiên có hai tên yêu nghiệt đến từ Trung Thổ Thần Châu ra tay. Có điều, theo chúng ta điều tra, Thế Giới Ngầm và Học viện Thương Mộc chưa dừng tay, vẫn còn hàng loạt người đang vào biên giới Khương quốc, trong đó cũng có thể có người của Đế quốc Đại Vân. Đế quốc Đại Vân. Thác Bạt Ngạn nhắm mắt lại, trong mắt hiện lên tia sáng lạnh lẽo, Đế quốc Đại Vân. Tại sao vị Kháo Sơn Vương đó lại nhúng tay vào chuyện này? Nói tới đây, nàng ta im lặng một lúc, sau đó đồng tử nàng ta đột nhiên co rút lại, chẳng lẽ người đó muốn nhân cơ hội này để thống nhất toàn bộ Thanh Châu? Thống nhất Thanh Châu. Trong điện lập tức trở nên yên tĩnh. Một lát sau, Thác Bạt Ngạn nhìn về phía bóng người ở trong góc, lúc nào cũng phải chú ý Khương quốc. Còn có tên Diệp Huyên kia nữa. Nếu là thời điểm quan trọng, các ngươi có thể ra tay trợ giúp. Bóng người do dự, sau đó trầm giọng đáp, bệ hạ, nếu chúng ta ra tay thì sợ là phải đắc tội Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm. Đắc tội hai thế lực này vì một người không phải người Ninh quốc ta, chỉ sợ việc này đối với Ninh quốc ta. Thác Bạt Ngạn chợt nheo mắt lại, ánh mắt như dao, thế nào, ta làm việc cần ngươi phải dạy sao? Bóng người vội vàng quỳ xuống, thuộc hạ không dám. Thác Bạt Ngạn rời mắt đi, giang di. Dứt lời, một bà lão và một ông lão xuất hiện trong điện. Bà lão khom lưng với Thác Bạt Ngạn, bệ hạ, là do lão thần dạy dỗ không nghiêm. Thác Bạt Ngạn hờ hứng nói, trung thành với Ninh quốc, dám thẳng thắn can ngăn, thưởng. Ngươi có thể tới kho võ ký chọn một môn võ ký. Nghe vậy, bóng người vội vàng đáp, đa tạ bệ hạ. Mà lúc này, Thác Bạt Ngạn lại nói, ngươi là sát thủ, là tử hầu chứ không phải mưu thần. Ta cần một thanh kiếm giết người thay ta và Ninh quốc chứ không phải một cái miệng. Sau khi ngươi nhận võ ký thì lập tức rời khỏi ảnh vệ, ở lại chờ quan sát. Nghe Thác Bạt Ngạn nói, bóng người kia sững sờ, sau đó nàng ta vội vã quỳ xuống, đang định lên tiếng thì Giang Di bên cạnh giận dữ quát còn không lui ra. Bóng người khẽ run. Sau đó xoay người biến mất tại chỗ. Giang Di nhìn Thác Bạt Ngạn, hơi khom người, là do lão thần không dạy dỗ tốt. Thác Bạt Ngạn lắc đầu, tiểu điệp còn nhỏ, làm việc chưa đúng chừng mực, nên dạy dỗ lại. Chương 304, đợi ta. Thiên phú của nàng ta rất tốt, thể chất lại đặc biệt, sau này tiền đồ rộng mở. Giang Di bí mật quan sát xem, nếu lần này nàng ta trung thành thì sau này toàn lực đào tạo. Bà lão khom người, đã hiểu. Thác Bạt Ngạn lại nói, phải người chú ý bên Khương quốc, vào những lúc quan trọng có thể cho ảnh vệ ra tay trợ giúp. Bà lão hơi do dự, muốn nói lại thôi. Thác Bạt Ngạn nhẹ giọng bảo, ta biết các ngươi lo lắng, giúp Khương quốc, giúp Diệp Huyên sẽ đắc tội Học viện Thương Mộc, Thế Giới Ngầm và Đế quốc Đại Vân. Nhưng các ngươi có từng nghĩ, giờ đây có thể đã không đơn giản là chuyện giữa Diệp Huyên với Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm nữa rồi. Nói tới đây, nàng ta đứng dậy nhìn về phía xa ngoài điện, có lẽ cục diện Thanh Châu sắp thay đổi rồi. So với Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm, ta càng muốn tin tưởng hắn ta hơn. Lưỡng Giới Thành. Khương Cửu ra cửa thành, đi tới trước mặt Diệp Huyên,
Nàng ấy ngồi đối diện Diệp Huyên, ta có chuyện muốn nghe ý kiến của ngươi. Diệp Huyên nhìn Khương Cửu, chuyện gì? Khương Cửu trầm giọng đáp, Đường Quốc, bây giờ trong triều đình đang tranh cãi xem phải làm gì với Đường Quốc. Có người muốn giam cầm, yêu cầu Đường Quốc đưa một lượng bạc lớn chục người, mà có người muốn để Đường Quốc trở thành thuộc địa của Khương Quốc ta. Còn có người muốn tiêu diệt tận gốc Đường Quốc, loại bỏ tai họa về sau. Nói đến đây, nàng ấy nhìn Diệp Huyên, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyên hỏi lại, còn cô thấy thế nào? Khương Cửu trừng mắt nhìn Diệp Huyên, ta đang hỏi ngươi đấy. Diệp Huyên cười bảo, ta không hiểu những việc này. Khương Cửu trầm giọng nói, ngươi có thể nói ra suy nghĩ của mình thử xem. Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi đáp, thả hai người họ. Khương Cửu đột nhiên ngẩng đầy lên nhìn Diệp Huyên, nàng ấy hơi kinh ngạc. Diệp Huyên nhẹ nhàng nói, yêu cầu Đường Quốc đưa một lượng bạc lớn để chục người sẽ làm rối loạn nội bộ Đường Quốc, thậm chí là chia rẽ, đồng thời họ sẽ ngày càng thù hận Khương Quốc, điều này sẽ ép họ về phe đế quốc Đại Vân. Còn việc diệt quốc, hiện tại Khương Quốc chưa đủ thực lực tiêu diệt tận gốc Đường Quốc. Nói tới đây, hắn dừng lại một lúc mới nói tiếp, nếu không thả họ về, đế quốc Đại Vân rất có thể sẽ bồi dưỡng một con rối tại Đường Quốc, lúc đó chúng ta bắt hai người này cũng không có ý nghĩa gì. Thả họ về rồi liên minh với họ. Liên minh. Khương Cửu nhìn về phía Diệp Huyên, hai nước là kẻ thù truyền kiếp. Diệp Huyên lắc đầu, cô nên biết tình cảnh của Khương Quốc bây giờ, lực lượng chính của Đường Quốc vẫn còn, nếu họ tấn công Lưỡng Giới Thành bằng mọi giá, cộng thêm Vinh Quốc, Sở Quốc, Đế Quốc Đại Vân, tình cảnh của Khương Quốc ta sẽ càng tệ hơn. Khương Cửu nặng nề hỏi, nhưng nếu sau khi về nước, họ lại theo phe Đế Quốc Đại Vân thì sao? Diệp Huyên cười đáp, họ đã bị Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm vứt bỏ một lần, hơn nữa còn vì thế mà phải trả một cái giá đau thương. Ta tin họ sẽ không bắt tay với Học viện Thương Mộc nữa. Khương Cửu nhìn thẳng vào Diệp Huyên, nếu là lỡ như thì sao? Diệp Huyên cười nói, vậy thì diệt họ thêm lần nữa, tiêu diệt tận gốc, khiến Đường Quốc hoàn toàn diệt vong. Cô cứ nói với họ những lời này là do ta nói. Khương Cửu nhìn Diệp Huyên một lúc rất lâu. Cuối cùng nàng ấy đột nhiên bước tới trước mặt Diệp Huyên, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên mặt hắn, thật ra ngươi có thể đi. Đi. Đúng thật Diệp Huyên có thể đi. Nếu hắn đi, cao thủ vạn pháp cảnh không thể ra tay, Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm hoàn toàn không làm gì được hắn. Diệp Huyên mỉm cười, nơi này có huynh đệ của ta, có người ta để ý, còn có Học viện Thương Lan, ta đã hứa với Lão Kỷ. Khương Cửu cười hỏi, còn ta? Diệp Huyên hơi ngẩn ra, sau đó hắn đáp cô cũng là người ta để ý. Khóe môi Khương Cửu cong lên, để ý bao nhiêu? Diệp Huyên nghiêm túc trả lời, rất để ý. Khương Cửu nhìn Diệp Huyên một lúc rất lâu, cuối cùng nàng ấy nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyên, nếu như ta và Tiểu An cùng rơi xuống nước, ngươi sẽ cứu ai trước? Nghe vậy, mặt Diệp Huyên tối sầm. Khương Cửu phụt cười, nàng ấy vỗ nhẹ vào mặt Diệp Huyên, đổ ngốc. Nói xong nàng ấy quay lưng rời đi. Mặc bộ giáp bạc, phong thái uyển chuyển. Diệp Huyên lắc đầu, người phụ nữ này suốt ngày nghĩ gì trong đầu không biết. Một canh giờ sau, quốc chủ Đường Quốc và Bùi Khiếu Hổ đột nhiên ra khỏi Lưỡng Giới Thành, hai người họ đến chỗ Diệp Huyên, Đường Mộc nhìn Diệp Huyên cáo từ. Diệp Huyên gật đầu, bảo trọng. Bùi Khiếu Hổ bước tới trước mặt Diệp Huyên. Y nhìn thẳng vào Diệp Huyên, ngươi không sợ sau khi chúng ta về sẽ theo phe Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm sao? Diệp Huyên nhìn sang Bùi Khiếu Hổ, nếu ông tin ta, có Khương Quốc, Đường Quốc sẽ không bị diệt vong. Bùi Khiếu Hổ hỏi, ngươi có thể đại diện cho Khương Quốc? Diệp Huyên lắc đầu, không thể. Nhưng ta có thể đại diện cho bản thân. Nếu Khương Quốc vi phạm hiệp ước đồng minh, ta sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Đương nhiên, nếu là Đường Quốc vi phạm, ta cam đoan sau này trên thế gian sẽ không có Đường Quốc. Bùi Khiếu Hổ nhìn Diệp Huyên chằm chằm, nếu Khương Quốc tuân thủ hiệp ước thì ngày nào Bùi Khiếu Hổ ta còn sống, Đường Quốc sẽ không vi phạm hiệp ước. Đúng lúc này, một người áo đen thình lình xuất hiện phía trước đám người Diệp Huyên không xa, người áo đen bước nhanh tới trước mặt Diệp Huyên, hắn ta ôm quyền, Diệp công tử, Vinh Quốc và Sở Quốc tập kích bất ngờ, phía nam và phía đông của Khương Quốc đã thất thủ. Đội quân của hai nước đã tiến vào Khương Quốc. Diệp Huyên cau mày, sao lại như vậy?
Người áo đen nặng nề đáp, đế quốc Đại Vân đã ra tay. Lúc này, Khương Cửu dẫn một đội kỵ binh ra khỏi thành, Khương Cửu đi tới trước mặt Diệp Huyên, ta phải đi tiếp viện. Diệp Huyên im lặng. Bùi Khiếu Hồ ở bên cạnh bỗng lên tiếng, nếu Cửu công chúa tin tưởng lão phu sẽ dẫn Hắc Đao vệ và Cảm Tử Doanh đi cùng Cửu công chúa. Khương Cửu nhìn sang Bùi Khiếu Hồ, đa tạ. Nói xong, nàng ấy nhìn về phía Diệp Huyên cũng nhìn nàng ấy, đợi ta. Khương Cửu cười nói, yên tâm đi, dù có chết, ta cũng sẽ nhìn ngươi, nghe giọng ngươi trước khi chết, nếu không ta sẽ chết không nhắm mắt. Chương 305, ngươi như vậy sẽ khiến mình chết đấy. Một khắc sau, Khương Cửu dẫn theo binh sĩ của Lưỡng Giới Thành rời đi. Hắc Đao vệ và Cảm Tử Doanh của Đường Quốc cũng đi cùng. Bây giờ Lưỡng Giới Thành lại trở thành một tòa thành trống không. Có thể nói nếu bây giờ Đường Quốc đột nhiên đánh lén sẽ có thể đoạt được Lưỡng Giới Thành một cách dễ dàng. Nhưng Đường Quốc không làm như thế. Đường Quốc và Khương Quốc có thù truyền kiếp, còn thù hận rất sâu, nhưng lúc này, bọn họ lại hận học viện Thương Mộc hơn. Chuyện trước đó khiến người của Đường Quốc biết thế lực như học viện Thương Mộc và thế giới ngầm hoàn toàn không coi bọn họ ra gì, bọn họ chỉ là một con cờ của người ta, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Sống chết của Đường Quốc, người ta hoàn toàn không quan tâm. Đương nhiên còn có một lý do, đó chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên còn sống. Chỉ cần Diệp Huyên còn sống, đối với Đường Quốc, hắn chính là một nỗi sợ, người Đường Quốc không dám có suy nghĩ khác. Bên ngoài Lưỡng Giới Thành. Diệp Huyên đứng trước mặt đám người Lăng Hàn, hơi thở của đám người Lăng Hàn ngày càng mạnh, luồng hơi thở này đã vượt xa thông u cảnh. Thần hợp cảnh. Diệp Huyên nhìn mấy người Lăng Hàn trước mặt, nhẹ giọng nói, các huynh đệ, thêm chút sức đi. Học viện Thương Mộc và thế giới ngầm nhằm vào hắn, còn đế quốc Đại Vân thì nhằm vào Khương Quốc. Có thể nói bây giờ dù là hắn hay Khương Quốc cũng đều trong tình cảnh không được tốt lắm. Lúc này, cô gái áo xanh cách đó không xa đột nhiên nói, người như vậy sẽ khiến mình chết đấy. Diệp Huyên nhìn về phía nàng ta, cô gái áo xanh nhẹ giọng nói, với thiên phú của ngươi, nếu lo tập trung mà tu luyện, thành tựu sau này chắc chắn không thấp. Mà ngươi lại khiến mình rơi vào những mâu thuẫn nhảm nhí, đây cũng không phải một chuyện tốt với ngươi. Diệp Huyên cười nói, trách nhiệm. Cô gái áo xanh cau mày, trách nhiệm. Diệp Huyên gật đầu, một nam nhân nên gánh vác trách nhiệm của bản thân chứ không phải trốn tránh, tuy trốn tránh là chuyện rất dễ dàng, nhưng mình thoải mái rồi, người bên cạnh lại rất mệt. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn lên chân trời xa xa. Nếu mình trốn tránh, Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch, Kỳ An Chi, Học viện Thương Lan, Khương Cửu, bọn họ phải làm sao đây? Còn cả mấy người Lăng Hàn nữa. Cô gái áo xanh nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Chẳng mấy chốc thời gian từng chút trôi qua. Trời tối. Cả Lưỡng Giới Thành đã không còn một ai, hoàn toàn yên tĩnh, ngoại thành cũng thế. Xung quanh mấy người Diệp Huyên giơ tay không thấy được năm ngón. Diệp Huyên cầm kiếm ngồi trước mặt mấy người Lăng Hàn, mặt hắn không chút cảm xúc, kiếm liên tú trong tay cũng cực kỳ yên lặng. Lục Bán Trang ngồi trên tảng đá cách đó không xa, còn đang ăn bánh nướng. Cô gái áo xanh cũng đang nằm trên đùi Lục Bán Trang ăn bánh nướng. Bên kia, Lăng Diệu xếp bằng dưới đất, hai tay giấu trong tay áo, tựa như lão tăng ngồi thiền. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Cô gái áo xanh nhìn đám người Lăng Hàn, bọn họ sắp rồi. Diệp Huyên gật đầu. Khí thế của đám người Lăng Hàn đã đạt đến một điểm giới hạn, chỉ cần đột phá được điểm giới hạn này, bọn họ sẽ có thể đạt đến thần hợp cảnh. Một khi đến thần hợp cảnh, thực lực của mấy người Lăng Hàn có thể nói là sẽ tăng cao, phải biết rằng bây giờ trên người bọn họ còn có linh khí bậc minh nữa. Chắc chắn Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm cũng biết rõ điều này, vì thế tối nay sẽ lại là một trận chiến ác liệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chẳng mấy chốc trời đã tắt sáng. Lúc này, xung quanh càng tối hơn. Trong bóng tối chợt có tiếng xé rách vang lên. Diệp Huyên giơ kiếm đâm một cái. Trên mũi kiếm là một mũi tên màu đen, mũi tên vẫn chưa vỡ, còn đang nhanh chóng xoay tròn, sức mạnh to lớn khiến kiếm liên tú bắt đầu rung lên. Lúc này, cô gái áo xanh cách đó không xa đột nhiên nhảy lên, một giây sau, nàng ta đã xuất hiện cách đó mấy trượng, tay phải nhẹ nhàng chỉ về phía trước. Ầm.
Cô gái áo xanh bay theo gió quay lại chỗ ban đầu, nàng ta vừa đáp xuống, mặt đất đã rung lên, trong phạm vi mười mấy trượng lập tức nứt thành hình mạng nhện. Cô gái áo xanh híp mắt lại, thần hợp cảnh đỉnh cao, có thể sử dụng sức mạnh đến mức này đúng là không đơn giản. Có một người đàn ông đi ra từ trong bóng tối xa xa. Người đàn ông mặc áo bố màu đen, trên tay quấn một tầng vải bố, chân không mang giày, cũng quấn vải bố, chỉ để lộ đầu ngón chân. Thấy người đàn ông, cô gái áo xanh lập tức nhíu mày, Liên Chiến, không ngờ ngươi lại đến nơi này. Liên Chiến. Yêu nghiệt trên bảng yêu nghiệt. Người đàn ông tên Liên Chiến nhìn cô gái áo xanh, chỉ cần kéo chân ngươi sẽ có được 200 triệu kim tệ, 500 nghìn linh thạch cực phẩm, ngươi cảm thấy giao dịch này thế nào? Cô gái áo xanh cười nói, ngon, cả ta cũng thấy hơi động lòng đấy. Liên Chiến mở tay phải ra, sau đó chậm rãi nắm chặt lại, nếu nhận tiền của người ta rồi thì đương nhiên phải ra chút sức rồi, nào, đánh thôi. Dứt lời, gã ta đã xông lên. Xoẹt. Xung quanh lại vang lên tiếng xé rách khiến da đầu người ta tê dại. Cô gái áo xanh hơi cong môi, vậy thì đánh thôi. Nói xong, nàng ta cũng xông ra ngoài. Bên kia, Lục Bán Trang đứng lên, vì có một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt nàng ta không xa. Người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, trên người phát ra khí thế sắc bén. Người nọ chính là người đàn ông trung niên giữ chân nàng ta tối qua. Lục Bán Trang nhìn ông ta nhất định phải giết ông. Dứt lời, nàng ta cất bánh nướng đi, xông thẳng về phía người đàn ông trung niên. Ông ta híp hai mắt lại, ánh mắt nghiêm túc, một giây sau. Ông ta đột nhiên dậm chân phải, mượn trợ lực mạnh mẽ truyền đến từ dưới đất mà bay ra ngoài như một viên pháo. Ầm. Hai người vừa mới đến gần nhau đã có một tiếng nổ động trời vang lên, sau đó, hai người vừa va vào đã tách nhau ra, nhưng chẳng mấy chốc, Lục Bán Trang lại xông lên trên. Mà Lăng Diệu ở gần đó cũng đứng lên, trước mặt hắn ta là Lý Mộc Lâm đứng đầu bảng võ Thanh Châu. Lý Mộc Lâm không nói một câu đã bắt đầu tấn công Lăng Diệu. Trường thương trong tay hắn ta rung lên, hàn quang lấp lóe trên mũi thương, cùng lúc đó, thương thế mạnh như gió lốc càn quét về phía Lăng Diệu, khiến đất bụi bay lên, cực kỳ đáng sợ. Lăng Diệu ngẩng đầu nhìn Lý Mộc Lâm, hai tay giấu trong tay áo của hắn ta chợt duỗi ra ngoài. Chương 306, bảng yêu nghiệt, ba tên yêu nghiệt. Phừng phừng. Hai bàn tay đột nhiên bắt đầu cháy rực lên, một giây sau, tay phải hắn ta siết chặt thành nắm đấm. Sau đó, hắn bước một bước về phía trước, đấm ra một quyền. Cú đấm này đánh thẳng lên trường thương trong tay Lý Mộc Lâm. Ầm. Sóng lửa nháy mắt nhấn chìm trường thương, Lý Mộc Lâm vung thương về phía trước, thương mang rung động xuất hiện. Oành. Hai người lập tức lùi về sau, nhưng một giây sau, hai người lại xông lên một lần nữa. Diệp Huyên ở bên cạnh nhìn ba người một cái. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về bóng tối xa xa. Ba người họ đều đã bị giữ chân. Đối thủ của mình là ai? Không cần đợi lâu. Trong bóng tối xa xa, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Người đàn ông mặc áo bông màu xanh mực, tóc vén lên bằng một cây châm ngọc, đôi mắt trong veo mà bình tĩnh, không có chút gợn sóng. Trên cánh tay phải của gã ta có một con rắn nhỏ màu đỏ quấn lên, con rắn nhỏ chỉ to bằng một ngón trỏ. Ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run. Người đàn ông đi tới chỗ cách Diệp Huyên mấy trượng, ông ta nhìn thẳng vào Diệp Huyên, không nói nhiều một câu, chân phải dậm nhẹ xuống đất. Rắc. Mặt đất trước mặt Diệp Huyên và người đàn ông nứt ra, sau đó, một sức mạnh cường đại chấn động xuất hiện từ trong lòng đất. Nguồn sức mạnh này ép thẳng về phía Diệp Huyên. Vẻ mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, hắn hơi nghiêng người, sau đó vung tay trái đấm ra một quyền. Ầm. Hai nguồn sức mạnh vừa mới tiếp xúc đã nổ tung, Diệp Huyên liên tục lùi về sau, nhưng người đàn ông kia đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, tay phải giơ lên chỉ vào cổ họng Diệp Huyên. Một cái chỉ rất bình thường, không có huyền khí chấn động gì. Ngón tay vừa chỉ tới, một thanh kiếm đã đâm qua. Kiếm liên tú. Nhưng người đàn ông lại không tránh không né, ngón tay chỉ thẳng lên mũi kiếm. Ầm. Kiếm liên tú run lên dữ dội, Diệp Huyên lập tức lùi xa 10 trượng. Hắn vừa mới dừng lại, người đàn ông mở 5 ngón tay, một giây sau, gã ta vung lên với Diệp Huyên từ xa. Không gian trước mặt Diệp Huyên run lên.
Ầm. Diệp Huyên như bị trúng một đòn nặng, lại lùi thêm mười mấy trượng, hắn dừng lại, khóe miệng có máu tươi chảy ra, sau đó, một tàn ảnh đã xuất hiện trước mặt hắn. Chính là người đàn ông kia. Lúc này, Diệp Huyên mở hai mắt ra. Xoẹt xoẹt. Hai tia kiếm quang bắn nhanh ra từ trong hốc mắt của hắn. Ầm ầm. Sau hai tiếng nổ, người đàn ông quay lại vị trí ban đầu của mình, gã ta nhìn tay phải của mình, lòng bàn tay phải có hai vết thương. Gã ta ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, lấy kiếm làm mắt, lần đầu tiên thấy. Diệp Huyên vặn cổ, đến đây, nhận một kiếm của ta đi. Dứt lời, hắn dậm chân phải, đại địa chi lực lập tức tập trung trên người hắn, sau đó, hắn đột nhiên biến mất. Kiếm quang lóe lên. Nhất kiếm định sinh tử. Hai loại ý cảnh là đại địa chi lực cộng thêm nhất kiếm định sinh tử. Nhìn thấy chiêu kiếm này, sắc mặt người đàn ông không chút cảm xúc, gã ta bước về phía trước một bước, sau đó duỗi ngón tay ra, chỉ lên mũi kiếm liên tú. Xung quanh thoáng chốc yên tĩnh. Ầm. Người đàn ông lùi xa 10 trượng, gã ta vừa dừng lại, một thanh kiếm đã bay về phía gã ta với tốc độ vô cùng nhanh. Người đàn ông duỗi tay phải ra, quẹt ngón tay một cái, đụng lên thân kiếm liên tú. Ầm. Kiếm liên tú lập tức bị đánh bay, nhưng đúng lúc này, Diệp Huyên chợt xuất hiện trước mặt gã ta, đấm xuống một cú. Một quyền đánh vỡ đầu ngươi. Người đàn ông duỗi ngón tay, đánh một chưởng lên nắm đấm của Diệp Huyên. Ầm. Người đàn ông không lùi lại dù là nửa bước, nhưng mặt đất trong phạm vi 10 trường sau lưng gã ta đều nứt toác trong nháy mắt. Năm ngón tay người đàn ông giữ lấy nắm đấm của Diệp Huyên, vừa định ra tay, Diệp Huyên đột nhiên mở mắt ra. Người đàn ông híp mắt, chỉ tay trái về phía trước. Ầm ầm. Theo hai âm thanh trầm đục, người đàn ông lùi xa mười mấy trượng, gã ta mới dừng lại, Diệp Huyên đã đi tới trước mặt, sau đó chém về phía gã ta. Người đàn ông giơ tay về phía trước, nắm lấy kiếm liên tú, nhưng hai chân gã ta cũng nửa khuỵu xuống theo. Diệp Huyên đang định tiếp tục ra tay thì một tàn ảnh đột nhiên đánh tới từ bên cạnh. Sắc mặt hắn thay đổi. Đang định rút kiếm về, nhưng người đàn ông trước mặt hắn vẫn nắm chặt kiếm liên tú, hắn hoàn toàn không rút ra được. Vào lúc mấu chốt, Diệp Huyên đột nhiên buông tay ra, tay phải siết chặt thành nắm đấm đánh sang. Ầm. Diệp Huyên cảm thấy một quyền của mình như đánh trúng tấm sắt, cánh tay lập tức tê dại, mà lúc này, người đàn ông trước mắt cũng giơ chân đá một phát vào bụng hắn. Bịch. Diệp Huyên lùi xa mười mấy trượng. Vừa dừng lại, một mũi tên đã bay về phía hắn, mũi tên bay rất nhanh, còn nắm bắt đúng thời cơ, khiến hắn không thể nào né tránh được. Diệp Huyên dầm chân phải, sử dụng giáp đại địa. Ầm. Một mũi tên đâm vào giữa lông mày của hắn, nhưng đã bị đại địa chi lực ngăn lại, nhưng giáp đại địa vẫn bị nứt ra. Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối cách đó không xa, trong bảng yêu nghiệt của Trung Thổ Thần Châu chỉ có 30 người. Bây giờ có tận 3 người tập trung ở đây để giết ngươi, Diệp Huyên, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh đấy. Ba yêu nghiệt. Chương 307, tình huống cực kỳ tệ. Ba tên yêu nghiệt. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi đó có một người đàn ông đang so đấu với kiếm liên tú, kiếm liên tu không ngừng rung lên, nhưng lại không thể tránh khỏi tay người đàn ông. Bên phải người đàn ông có một người đàn ông mặc áo xám, hắn ta khoảng 20 mấy tuổi. Dáng người gầy gò, trên tay quấn một vòng sắt màu đen. Trong bóng tối còn có một tay bắn cung. Ba người đều là cao thủ thần hợp cảnh đỉnh cao. Mà thần hợp cảnh này còn không phải thần hợp cảnh bình thường. Yêu nghiệt trên bảng yêu nghiệt, có thể nói thực lực của ba người này không thua gì Diệp Huyên, nếu ba người hợp tác, Diệp Huyên hoàn toàn không chống lại được. Diệp Huyên nắm chặt hai tay, đại địa chi lực điên cuồng tràn vào cả người hắn. Chiến ý mạnh mẽ lan tràn ra từ bên trong cơ thể. Chiến. Đối mặt với ba yêu nghiệt trên bảng yêu nghiệt này, trong mắt Diệp Huyên không hề có chút sợ hãi nào, chỉ có chiến ý mà thôi. Hắn không thể lùi bước, càng không thể chết. Vì nếu hắn lùi, nếu hắn chết, mấy người Lăng Hàn ở phía sau chắc chắn phải chết. Chiến. Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên dữ tợn, một giây sau, hắn dậm chân phải một cái. Ầm. Mặt đất dưới chân lập tức sụp xuống. Còn hắn thì xông ra ngoài, tốc độ của hắn rất nhanh,
hầu như chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt người đàn ông đang so đấu với kiếm. Người đàn ông hít mắt, lúc này, gã không thể không buông kiếm Liên Tú ra, sải bước về phía trước, đấm một phát về phía Diệp Huyên. Lúc này, ống tay áo trên cánh tay phải Diệp Huyên nổ ra, một luồng sức mạnh khủng khiếp lập tức rót vào cánh tay phải của hắn. Long lực. Lúc này, hắn đang điều động long lực trong lệnh quốc sĩ Thác Bạt Phu tặng cho hắn. Vào lúc long lực và đại địa chi lực tập trung lại với nhau, cánh tay phải của Diệp Huyên bị đánh nứt, máu tươi bắn ra. Lực lượng thật sự quá mạnh. Oành. Nắm đấm hai người vừa chạm vào nhau, người đàn ông đã bị đánh xa mười mấy trượng, gã rơi xuống đất, cả cánh tay phải nứt toác ra. Nhưng vào khoảnh khắc gã bay ra ngoài, người đàn ông áo xám cũng đá một cước vào bụng Diệp Huyên. Bốp. Diệp Huyên bay ra ngoài, không những thế, một mũi tên còn bắn ra từ trong bóng tối, Diệp Huyên vừa mới rơi xuống đất, mũi tên này đã xuất hiện trước ngực hắn, nhưng đã bị giáp đại địa ngăn lại, theo đó giáp đại địa lại nứt ra thêm. Giáp đại địa cũng không thể hoàn toàn chống lại sức mạnh của mũi tên này. Diệp Huyên đứng lên, kiếm Liên Tú bay vào tay trái của hắn, vì lúc này tay phải của hắn đã nứt ra, có thể nhìn thấy rõ ràng cả xương ở bên trong. Người đàn ông áo xám xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, cùng lúc đó, lại một mũi tên bay nhanh ra. Người đàn ông trước mặt Diệp Huyên lùi chân phải về sau, hai tay đánh về trước, vòng sát trên hai tay hắn ta lập tức bay ra. Diệp Huyên cảm nhận được sức mạnh bên trong vòng sắt này, sắc mặt hơi thay đổi, chém kiếm Liên Tú về phía trước. Lúc này, hắn chỉ sử dụng đại địa chi lực, không dám thúc giục long lực nữa. Cơ thể không chịu được hai nguồn sức mạnh chồng chất như thế. Chém xuống một kiếm. Ầm. Kiếm Liên Tú không ngừng rung lên, Diệp Huyên bị chấn động bay xa mấy chục trượng. Vừa mới dừng lại, đã có một mũi tên bay đến trước mặt hắn. Diệp Huyên mở to hai mắt, lúc còn cách giữa lông mày nắn mấy tấc, mũi tên này đã ầm ầm nổ tung. Diệp Huyên lại lùi thêm mấy trượng, giữa lông mày có máu tươi chậm rãi tràn ra. Đã tiêu hao sắp hết rồi. Từ đầu đến giờ, hắn đã làm tiêu hao nghiêm trọng cơ thể của mình, cộng với tổn thương trên người. Tình huống của hắn lúc này cực kỳ tồi tệ. Người đàn ông trên tay có con rắn đỏ quấn quanh đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa đã ở ngay trước mặt Diệp Huyên. Gã vung tay đánh một chưởng lên đầu Diệp Huyên, một chưởng đánh xuống khiến không gian cũng phải chấn động. Diệp Huyên cười gằn, hắn không tiến lên mà còn lùi về sau, đâm kiếm Liên Tú trong tay ra. Nhất kiếm định sinh tử. Chiêu kiếm này đâm thẳng vào lòng bàn tay người đàn ông. Ầm. Mặt đất dưới chân Diệp Huyên và người đàn ông lập tức lún xuống. Lúc này, con rắn đỏ trên tay người đàn ông đột nhiên bay ra với tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn cả thanh kiếm của Diệp Huyên nữa, nhanh chóng chui vào ngực Diệp Huyên khi hắn còn chưa kịp phản ứng. Người Diệp Huyên lập tức cứng đờ lại. Lúc này, một tàn ảnh xuất hiện, sau đó, một cái chân lại đá lên bụng Diệp Huyên. Bịch! Diệp Huyên lập tức bay ra ngoài. Con rắn đỏ kia bò vào người Diệp Huyên, đang muốn nuốt chửng lục phủ ngũ tạng trong người hắn, đúng lúc này. Nó như cảm nhận được gì đó, lập tức biến mất. Lúc xuất hiện một lần nữa đã là ở trong tháp giới ngục. Khi thấy tháp giới ngục, đầu tiên con rắn đỏ kia ngơ ngác, sau đó, trong mắt nó lộ vẻ hoảng sợ, nó muốn trốn theo bản năng, đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên nắm lấy nó. Nó cực kỳ sợ hãi, thân thể điên cuồng run rẩy. Sau đó, một tờ giấy bay đến trước mặt rắn đỏ, bên trên vẽ một cái móng vuốt và một dấu chấm hỏi rất lớn. Trong mắt rắn đỏ lộ vẻ khó hiểu, đây là ý gì? Lại một tờ giấy bay tới trước mặt nó, vẫn là một cái móng vuốt và một dấu chấm hỏi rất lớn. Sao rắn đỏ có thể hiểu được, nó lập tức lắc đầu. Cái móng vuốt kia đột nhiên dùng sức. Bụp. Con rắn đỏ cứ thể nổ ra, biến thành một làn xương máu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 15.